Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 198. Tiêu Phàm lạnh lùng mà ngang ngược lời nói quanh quẩn tại hư không, nếu là bình thường, dám như vậy cùng hai cái hạ phẩm pháp tôn nói chuyện, đã sớm chết phỉnh lên. Nhưng là, Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long hai người lại là không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí. Lúc này, Long Vân đi đến La Dương thi thể bên cạnh, hơi run thay hắn thu thập xong thi thể. Hai người dù sao bằng hữu một trận, cũng không thể để hắn chết về sau, liền cái nơi táng thân đều không có. Quân Bách Nhẫn đối cái này làm như không thấy, nhìn xem Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, Tiêu các chủ, còn có cái gì không hài lòng sao? Giết chết La Dương, phế bỏ Khương Chấn Long một tay, để Lý Đạo Lâm vả miệng 10 lần, mỗi một cái điều kiện hắn đều không chút do dự đáp ứng, cái này đã vượt quá mọi người dự kiến. Bất quá Tiêu Phàm cũng từ Quân Bách Nhẫn thái độ ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, Vạn Thánh Dược Các đối với Thiên Hoang mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bất kể như thế nào, Quân Bách Nhẫn cũng không nguyện ý bỏ qua cùng Vạn Thánh Dược Các hợp tác, dù cho giết chết mấy cái hạ phẩm pháp tôn. Đương nhiên, khả năng cũng là Quân Bách Nhẫn không quen nhìn Khương gia đem bàn tay đến Thiên Hoang, dứt khoát một lần này trực tiếp đem Khương gia tay chặt. Ta còn có một cái điều kiện, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mời nói, Quân Bách Nhẫn gật gật đầu. Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào Long Vân trên người, nói, Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long bọn họ, vì ứng phó Long Vân tiền bối, nghĩ đến không chỉ có ở trong này giết hắn, sẽ còn ở Thiên Hoang hỏng hắn thanh danh a. Ta yêu cầu rất đơn giản, để Long Vân tiền bối tiếp tục đảm nhiệm địa các chủ. Tiêu Phàm, Long Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lúc này lại còn sẽ nghĩ tới hắn. Quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng người, trọng tình trọng nghĩa, có thể so sánh Thiên Hoang những người này, hiếu thắng gấp vạn lần. Lần này, Quân Bách Nhẫn cũng không lập tức đáp ứng Tiêu Phàm, ngược lại nhìn về phía Long Vân, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Long Vân thở sâu, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, Quân các chủ, Long Mỗ không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm địa các chủ, còn mời Thiên Hoang thần các đưa ta một cái tự do. Long tiền bối, Tiêu Phàm không biết Long Vân vì sao sẽ cự tuyệt, vội vàng nói. Long Vân lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, buông xuống địa các chủ vị trí, ta cảm giác trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, Tiêu Phàm, nếu như ngươi không chê, ta gia nhập Vạn Thánh Dược Các làm sao? Đương nhiên có thể, Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó không chút do dự nói. Vạn Thánh Dược Các pháp tôn cảnh cường giả quá ít, dù cho cắn thuốc cũng rất khó đạt đến cảnh giới này, nếu như Long Vân có thể gia nhập, tuyệt đối xem như hổ thêm cánh. Tiêu các chủ, tất nhiên yêu cầu này ta làm không được, vậy ngươi đổi lại điều kiện a. Quân Bách Nhẫn thanh âm vang lên. Tiêu Phàm kéo về suy nghĩ, trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, đột nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói quân tiền bối, ta nghĩ về thái cổ thần giới một chuyến, mong rằng ngươi đáp ứng. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như cho rằng Tiêu Phàm đã biết cái gì, trầm ngâm mấy tức mới nói, có thể, quay đầu lão hủ sẽ an bài. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, hắn không nghĩ tới, bản thân về thái cổ thần giới ý nghĩ, dễ dàng như vậy liền đạt thành. Bất quá, lúc này, Quân Bách Nhẫn lại nói, ta cũng có một cái yêu cầu. Xin mời ngài nói, Tiêu Phàm đối Quân Bách Nhẫn vẫn là hết sức khách khí. Tiến về thái cổ thần giới phía trước, người nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, người yên tâm, nhiệm vụ này, không chỉ có một mình ngươi, còn có những người khác cùng một chỗ tham gia. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt trịnh trọng nói. Đều có người nào, Tiêu Phàm nhíu mày, nhiệm vụ gì, cần hắn cái này trung phẩm thánh tôn đi hoàn thành, Thiên Hoang không phải bó lớn nguyên tôn cảnh cùng pháp tôn cảnh sao? Tạm thời có Tả Vũ, Long Vô Mệnh, Cơ Trần, Đế Tử Phi, Thánh Nhân Hoàng, Đông Phương Diễn, Trúc Hồng Tuyết đám người. Quân Bách Nhẫn không giữ lại chút nào nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm nghe đến mấy cái này danh tự, con người không tự chủ được co rút lại, mỗi nói một cái tên, hắn tâm liền trầm trọng một phần. Những tên này, từng cái đều là thiên kiêu, biến thái cấp bậc nhân vật. Nhưng hiện tại, một cái nhiệm vụ vậy mà cần nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ tham gia, không cần nghĩ cũng biết nhiệm vụ này trình độ khó khăn, tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Ta có thể hay không biết rõ, nhiệm vụ này nội dung. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, cũng không có lập tức đáp ứng Quân Bách Nhẫn nhiệm vụ.
Nội dung cụ thể, tạm thời không tiện để lộ, bất quá nhiệm vụ này, sẽ có dị ma nhất phương thiên tài tham gia, bởi vậy, nhiệm vụ này tạm thời cũng gọi là thiên tài nhiệm vụ, đương nhiên, bọn họ cũng giống như các ngươi, chỉ có thánh tôn cảnh tu vi. Quân Bách Nhẫn suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, mấy tức về sau mới nói, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, những người này đều có tham gia, ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt, Quân Bách Nhẫn hiểu ý cười một tiếng, nói, vậy chúng ta bây giờ rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, mang theo Long Vân cùng Dạ Thế, ở Quân Bách Nhẫn tự mình dưới sự hộ tống, rời đi huyết hồn kiếp hải. Về phần Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long, lại thật giống như bị bọn họ đã sớm không để ý đến một dạng. Có Quân Bách Nhẫn một đường bảo hộ, Tiêu Phàm một đường thông suốt, chốc lát liền phủ xuống thiên hoang. Tiêu Phàm bọn họ ngược lại là không có gì, nhưng mà Dạ Thế cảm thụ được bên người một cỗ cường đại khí tức, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lúc này, Tiêu Phàm một khi bại lộ hắn thân phận, vậy liền xong đời. Nhưng mà, Tiêu Phàm tựa như quên hắn đồng dạng, nhìn về phía Quân Bách Nhẫn nói, tạ quân các chủ hộ pháp, nửa năm sau thiên tài nhiệm vụ, ta nhất định tham gia. Khoảng thời gian này, người tận lực ở thời không tại chỗ, đột phá thượng phẩm thánh tôn. Quân Bách Nhẫn để lại một câu nói liền quay đầu rời đi. Ta đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói. Bên cạnh Long Vân chỉ là đắng chát cười một tiếng, chẳng qua nếu như hắn nếu đứng ở Quân Bách Nhẫn vị trí, nhất định sẽ chạy càng nhanh. Không bao lâu, Tiêu Phàm tìm đến Yến Mi Ca, giới thiệu cho Long Vân cùng Dạ Thế, nói, Long Vân tiền bối, Dạ Thế, ta để người đưa các ngươi về Hoàng Sa cổ địa, đến lúc đó sẽ có người tới đón các ngươi. Tốt, Long Vân gật gật đầu, Dạ Thế lại là vẻ mặt chất phác, căn bản không có phản bác quyền lực. Các chủ yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Yến Mi Ca ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn Yến Mi Ca mang theo Long Vân cùng Dạ Thế rời đi. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm đi tới thí thần chỗ ở của bọn hắn, phát hiện bọn họ nhắn lại, mấy người còn đang ma quật bên trong lịch luyện. Tiêu Phàm bên trong lòng có chút lo lắng, thí thần thế nhưng là bại lộ ra bản thể, các đại gia tộc tránh không được có ý đồ với hắn, bọn họ nếu như dám đối thí thần động thủ, đừng trách ta xuất thủ vô tình, đem ma quật nháo long trời lỡ đất. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm giọng nói. Bình tĩnh trở lại, Tiêu Phàm vẫn là quyết định trước tấn thăng thánh các, bởi vì chỉ có thánh các mới có thể tiến về thời không tại chỗ sâu. Vì nửa năm sau thiên tài nhiệm vụ, Tà Vũ bọn người ở ngựa không dừng vó tu luyện, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, lúc này mới có cơ hội lớn hơn sống sót. Tiêu Phàm từ Quân Bách Nhẫn trong lời nói cũng nghe ra nhiệm vụ này tính nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau. Nhưng mà, liền khi Tiêu Phàm đi tới thánh các phía trước quảng trường lúc, lại là phát hiện rất nhiều người vây tại một chỗ, tiếng giễu cợt, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Tiêu Phàm gạt mở đám người đi vào, hai đạo bóng người trong nháy mắt in vào tầm mắt của hắn. Phía trước lôi đài phía trên, nằm một bóng người, y phục phá toái, máu thịt be bét, bộ dáng thê thảm, 10 điểm chật vật. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là miễn cưỡng nhận ra người này, lông mày không khỏi nhíu lại. Ở người này mấy bước có hơn, đứng đấy một cái gầy gò hắc bào nam tử dáng người cao to, khuôn mặt xinh đẹp, chính ngửa đầu cười lớn, thỉnh thoảng quan sát nằm dưới đất người, trong mắt đều là tàn nhẫn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cau mày nhìn qua tất cả những thứ này, hướng về bên cạnh một cái tu sĩ hỏi. Một bên tu sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm một cái, cười lạnh nói, cái kia thái cổ thần giới tiểu tử, chán sống rồi, dám theo Thiên Sơn mộ đoạt nữ nhân, hơn nữa còn dám lên sinh tử đài, đây không phải muốn chết sao? Tiêu Phàm nghe vậy, chân mày nhíu lợi hại hơn. Thiên Sơn mộ, nghe tên này, tựa như là Thiên Sơn gia tộc, làm sao lại đắc tội Thiên Sơn gia tộc đây? Lúc này, trên lôi đài hắc bào nam tử Thiên Sơn mộ chậm rãi đi đến nằm người kia trước mặt, một cước hung hăng dẫm ở đối phương ngực, một trận xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Thái cổ thần giới rác rưởi ngoạn ý, cái kia Tiêu Phàm lớn lối như thế, có thể sống đến bây giờ đã coi như là kỳ tích, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì? Thiên Sơn mộ cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, chân của hắn lại dùng sức vặn mấy lần. Thiên Sơn mộ, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu tra tấn ma thái hư sao? Bên bờ lôi đài một thanh âm vang lên. Không sai,
bị Thiên Sơn Mộ dẫm ở dưới chân không phải người khác, chính là Tiêu Phàm đã từng đối thủ cũ Ma Thái Hư, mà người nói chuyện thì là Phượng Trung Hoàng. Hai người bọn họ tăng thêm Ngọc Thương Lưu lúc trước bị Tiêu Phàm hàng phục, về sau lại thả bọn họ, mấy người tiến vào thiên hoang đến nay, cũng khắc khổ tu luyện, bây giờ đã đột phá đến hạ phẩm thánh tôn cảnh. Chỉ bất quá, bọn hắn thực lực, cùng cái kia Thiên Sơn Mộ so sánh, còn là có chút chênh lệch. Phượng Trung Hoàng, Ma Thái Hư không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi có muốn hay không cứu hắn? Thiên Sơn Mộ không những không giận mà còn cười, cười có chút âm lãnh, ta cho ngươi một cái cứu cơ hội của hắn, miễn là ngươi đánh bại ta, ta liền tha hắn. Phượng Trung Hoàng nheo mắt, hắn cũng chỉ là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, cùng Ma Thái Hư thực lực không phân cao thấp, Ma Thái Hư liền 10 chiêu đều không tiếp nổi liền bại. Hắn coi như đi lên, lại làm sao có thể đánh bại Thiên Sơn Mộ. Đoán chừng cứu không được Ma Thái Hư, ngược lại sẽ đem mình cho góp đi vào. Chỉ là, bản thân chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Ma Thái Hư chết ở chỗ này sao? Liền khi Phượng Trung Hoàng chuẩn bị lên lôi đài thời điểm, Thiên Sơn Mộ lại nói, bất quá, đi lên trước đó, ngươi cũng phải ký kết sinh tử hiệp nghị, nếu như không thắng được ta, vậy ngươi liền phải chôn cùng hắn. Phượng Trung Hoàng tựa như căn bản không có nghe được Thiên Sơn Mộ lời nói đồng dạng, hắn nếu như cũng đã chuẩn bị lên lôi đài, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Hắn nội tâm cực kỳ không cam lòng, lấy tài hoa của bọn hắn, lẽ ra không nên dừng bước tại hạ phẩm thánh tôn, đáng tiếc sinh không gặp thời. Thở sâu, Phượng Trung Hoàng hào đạp vào lôi đài, chuẩn bị ký kết sinh tử hiệp nghị. Nhưng mà lúc này, lại một bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, hét lớn, Phượng Trung Hoàng, không nên lên đi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử lách mình xuất hiện ở trên quảng trường, rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra. À, đây không phải Ngọc Thương Lưu sao, cũng chạy tới chịu chết, Thiên Sơn Mộ cười gằn nói, vừa vặn, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Không cần, người hôm nay có thể giết Ma Thái Hư, nhưng chờ ta đột phá thượng phẩm thánh tôn, tất lấy ngươi mạng chó. Ngọc Thương Lưu nói chém đinh chặt sắt. Hắn cùng với Phượng Trung Hoàng khác biệt, còn duy trì một tia lý trí, hiện tại đi lên, là không thể nào cho Ma Thái Hư báo thù, căn bản chính là chịu chết. Muốn báo thù, trừ phi trở nên càng mạnh, Phượng Trung Hoàng cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, hít sâu một cái nói, Ma Huynh, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Báo thù cho ta, Ma Thái Hư dùng thanh âm khàn khàn nói, sinh mệnh lực của hắn chạy mất rất nhanh, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Thiên Sơn Mộ sầm mặt lại, hắn rất không thích người khác không dựa theo hắn quy tắc trò chơi đến, giữ tợn cười một tiếng, trên chân khí lực lại lớn mấy phần. Vậy ngươi liền đi chết đi, Thiên Sơn Mộ trên người bộc phát ra cuồn cuộn sát khí. Nam tử hán đại trượng phu, có mặt cứ để người báo thù cho ngươi sao? Cũng đúng lúc này, trong đám người một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu nghe được thanh âm này, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm này, tựa như đã in vào bọn họ sâu trong linh hồn. Ánh mắt của mọi người theo thanh âm nhìn tới, trong nháy mắt rơi vào một cái hắc bào thanh niên trên người. Tiêu Phàm, có người kinh hô một tiếng, nói ra người nói chuyện thân phận. Không sai, vừa mới nói chuyện chính là Tiêu Phàm, hắn nhìn thấy Ma Thái Hư bị dẫm ở dưới chân, nguyên bản cũng không định xen vào việc của người khác. Dù sao đây là sinh tử đấu. Ma Thái Hư tất nhiên lựa chọn sinh tồn tử đấu, vậy thì phải vì chính mình lựa chọn bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhưng là, một bên tu sĩ loại kia thái độ hờ hững, cùng Thiên Sơn Mộ cái kia cao cao tại thượng, càng là khinh thường thái cổ thần giới kiêu ngạo bộ dáng, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Mặt khác, Phượng Trung Hoàng vì Ma Thái Hư, biết rõ phải chết, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn đạp vào lôi đài. Cũng làm cho Tiêu Phàm có trong nháy mắt cảm động cùng tán đồng. Ba người này, có lẽ Tiêu Phàm đã không coi bọn họ là làm đối thủ, nhưng bọn hắn tốt xấu đã từng cũng thần phục qua hắn lại thế nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đây. Tiêu Phàm, trên lôi đài Thiên Sơn Mộ, nghe được cái này danh tự, bản năng ngừng lại, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm nhìn tới, chính là ngươi, giết ta chất nhi Thiên Sơn La Vân. Thiên Sơn La Vân là ngươi chất nhi. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Sơn Mộ. Thiên Sơn Mộ nâng lên cao ngạo đầu, nói, không sai, hiện tại biết rõ sợ. Sợ, Tiêu Phàm thật giống như bị Thiên Sơn Mộ làm vui, không nhanh không chậm nói, ngươi hiểu lầm,
ta chỉ là đang nghĩ, Thiên Sơn La Vân đã đầy đủ phế vật, người cái này làm trưởng bối, lại so một cái phế vật còn muốn phế vật, vậy là ngươi cái gì? Phế vật không bằng, trong đám người không biết là ai, trực tiếp tiếp thượng Tiêu Phàm lời nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người nghe vậy, ầm vang cười to. Ngươi tự tìm cái chết, Thiên Sơn Mộ cực kỳ tức giận, chung quanh bộc phát ra sát khí lạnh lẽo, ngưng kết ra một tầng băng xương thật mỏng. Nếu không, ngươi cũng cho ta một cái tìm chết cơ hội. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về lôi đài tới gần, ta nếu thắng ngươi, thả hắn, ta nếu thua, tùy ý xử trí, làm sao? Thiên Sơn Mộ nghe nói như thế, nheo mắt, hắn nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, không nên đáp ứng Tiêu Phàm. Phải biết, Khương Thiếu Hư thế nhưng là có được gần như thượng phẩm thánh tôn chiến lực, cuối cùng đều chết ở trong tay Tiêu Phàm. Bây giờ lại qua thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm có lẽ thật đột phá cũng khó nói. Ta khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, Khương Thiếu Hư không phải là đối thủ của ta, cái này giết hắn cơ hội, không thể bỏ qua. Thiên Sơn Mộ trong lòng trầm tư, đột nhiên hai mắt sáng lên nói, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, thành toàn ngươi lại như thế nào. Tiêu Phàm không hoảng hốt không gấp đi đến Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng bên cạnh hai người, dừng bước lại. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ đã từng là biết bao ghi hận Tiêu Phàm, đường đường thiên tài, nhưng không thể không thần phục Tiêu Phàm, cái này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhưng là hôm nay, Tiêu Phàm vậy mà đứng ra thay bọn hắn nói chuyện, đây chính là đánh cược bản thân tính mệnh a. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm lẫn mất rất xa. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn hai người một cái, sau đó tiếp nhận sinh tử hiệp nghị, lơ đễnh ở phía trên ký tên của mình. Từ tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm đã không biết từng có bao nhiêu trận sinh tử đấu. Đạp vào sinh tử đấu lôi đài, hắn tâm không có nửa điểm chập trùng, ngược lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Tiêu Phàm đúng không, người có biết hay không, bao nhiêu người nghĩ đến giết chết ngươi, ta nếu giết ngươi, bọn họ đều phải cảm kích ta. Thiên Sơn Mộ nhe răng cười một tiếng, cũng ký vào tên của mình. Hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng đều đã chết, Tiêu Phàm cười hướng về phía Thiên Sơn Mộ nói. Thiên Sơn Mộ nghe vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống, sát khí bắn ra nói, yên tâm, ta sẽ một đoạn hủy đi xương cốt của ngươi, nhưng ngươi biết rõ, thái cổ thần giới người, đều là rác rưởi. Dứt lời, hắn đá một cái bay ra ngoài ma thái hư, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chỉ là híp híp hai mắt, lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, mỗi khi hắn như thế thời điểm, đã không chỉ là thật sự nổi giận, mà là thật động sát cơ. Loại này tình huống, phàm là đắc tội hắn người, đều sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Chết đi, khi tới gần Tiêu Phàm chỉ có chừng 30 trượng thời điểm, Thiên Sơn Mộ bỗng bạo khởi, một trường hung hăng hướng về Tiêu Phàm cái trán vỗ tới, bản nguyên chi lực cuồn cuộn. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì cổ pháp cùng cổ thuật, nhưng một kích này ẩn chứa uy lực, xa so với cổ pháp cùng cổ thuật đều cường đại hơn vô số lần. Đây chính là thánh tôn cường giả đáng sợ, bản nguyên chi lực mới thật sự là sát chiêu. Đương nhiên, nếu như hắn thi triển bản nguyên tuyệt kỹ, uy lực lại sẽ tăng lên mấy lần. Chung quanh lôi đài không ít tu sĩ lộ ra cười lạnh, Tiêu Phàm có mạnh hơn, cũng chỉ là có được trung phẩm thánh tôn chiến lực a. Lại như thế nào có thể chống đối gần như hạ phẩm nguyên tôn cường giả một đòn đây? Khiêu chiến Thiên Sơn Mộ, vốn chính là hành động tìm chết. Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng hai người nín thở ngưng thần, bọn họ dĩ nhiên ghi hận Tiêu Phàm, nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại hy vọng Tiêu Phàm có thể thắng. Không chỉ là Tiêu Phàm vì bọn họ mới ra tay, cũng là bởi vì Tiêu Phàm đại biểu cho Thái Cổ Thần Giới. Bọn họ không cách nào chứng minh Thái Cổ Thần Giới làm sao. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể, hắn có thể nói cho thiên hoang tất cả mọi người, thái cổ thần giới không phải rác rưởi. Kiếm thể, mắt thấy Thiên Sơn Mộ tuyệt sát một đòn tới gần, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, cũng không có xuất ra tu la kiếm, mà là đầu ngón tay tách ra một đạo kiếm khí. Rất nhiều người khinh thường, một kích này, cũng muốn ngăn trở Thiên Sơn Mộ công kích. Nằm mơ sao, nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Hư không một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên.
chỉ thấy hư không kiếm khí gào thét, chợt lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xẹt qua Thiên Sơn Mộ thân thể, Thiên Sơn Mộ tứ chi bị quỷ dị chém xuống, hai mắt bị kiếm khí vạch phá, vô cùng thê thảm, giống như nhân côn. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm cái này kinh tài tuyệt diễm, quỷ dị tuyệt luân một kiếm cho khiếp sợ đến. Tốc độ kia, hoàn toàn vượt quá phần lớn người nhận thức, hắn thật chỉ là thánh tôn cảnh sao. Nhưng vừa rồi một kiếm này bùng nổ uy lực, tuyệt đối không phải thánh tôn cảnh có thể thi triển ra a, dù cho hạ phẩm nguyên tôn cũng chỉ đến như thế. Bản nguyên tuyệt kỹ, có người run rẩy mở miệng. Những người khác lấy lại tinh thần, vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Bản nguyên tuyệt kỹ a, bình thường chỉ có nguyên tôn cảnh cường giả mới có thể có được chính mình bản nguyên tuyệt kỹ, dù cho tu luyện người khác, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng Tiêu Phàm có vẻ như mới thánh tôn cảnh a, hắn vậy mà tu luyện bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa cái kia dung hợp trình độ, có vẻ như vẫn là bản thân. Yêu nghiệt, thái cổ thần giới, thật ra một yêu nghiệt, a kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng đem tâm thần của mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về, tất cả mọi người nhìn về phía nhân côn đồng dạng Thiên Sơn Mộ, chỉ cảm thấy toàn thân hiện nổi da gà lên. Thảm, thời khắc này Thiên Sơn Mộ, đâu chỉ một cái thảm chữ có thể hình dung. Nhất định chính là vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm. Hắn nghĩ chữa trị chính mình nhục thân, nhưng mà có một loại lực lượng quỷ dị ngăn cản lấy. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thiên Sơn Mộ gầm thét, quanh thân chán phóng bản nguyên chi lực, không khác biệt công kích. Đột nhiên, Tiêu Phàm lách mình một cước đá ra, trực tiếp đá nát Thiên Sơn Mộ nguyên tuyền. Đột phá thánh tôn cảnh, nguyên lực hải biến mất, bản nguyên chi lực cất giữ ở nguyên tuyền bên trong. Tiêu Phàm hủy hắn nguyên tuyền, cũng thì tương đương với phế bỏ hắn tu vi. Đương nhiên, lấy Thiên Sơn gia tộc nội tình, nhất định là có thể khôi phục hắn nguyên tuyền, bất quá cũng chưa chắc nguyện ý tiêu phí giá lớn như vậy. Đám người nhìn thấy đạm nhiên như phong, lại một cước phế nhân nguyên tuyền Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dạng này Tiêu Phàm, mới là đáng sợ nhất, nhất định chính là sát thần. Ngươi một cái rác rưởi không bằng đồ vật. Người hiện tại có thể giết được ai? Tiêu Phàm một cước dầm nát Thiên Sơn Mộ tận mấy chiếc xương sườn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Thiên Sơn Mộ phát ra bén nhọn kêu thảm, thanh âm khàn khàn. Ngươi không phải xem thường thái cổ thần giới rác rưởi ngoạn ý sao? Hiện tại, cao ngạo thiên hoang thiên tài, còn không phải bị ta cái này rác rưởi ngoạn ý dẫm ở dưới chân. Tiêu Phàm cúi người xuống, từng chữ nói ra nói. Tiêu Phàm rất ít tàn nhẫn như vậy đối một cái người. Trừ phi hắn thật giận. Hắn hiện tại, xác thực cực kỳ phẫn nộ. Thiên hoang người, người có thể kiêu ngạo, người có thể tự phụ, người có thể coi trời bằng vung. Nhưng là, người kiêu ngạo, người tự phụ, người coi trời bằng vung, không muốn dẫm ở thái cổ thần giới tu sĩ tôn nghiêm bên trên, bằng không, đừng trách lão tử không khách khí. Thiên Sơn Mộ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, to lớn đau đớn nhường hắn đã không kêu thành tiếng. Ma Thái Hư, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Ma Thái Hư, đem Thiên Sơn Mộ một cước đạp đến dưới chân của hắn, nói, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu nói muốn báo thù cho huynh, bất quá ta cảm thấy, nam nhân thù, phải bản thân báo. Lời này vừa nói ra, bốn phía tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn thật muốn giết chết Thiên Sơn Mộ hay sao? Nếu là những người khác, bọn họ khẳng định không tin. Nhưng là, khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó làm tất cả, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, Tiêu Phàm thật dám giết Thiên Sơn Mộ. Hắn đắc tội gia tộc, có thể xa xa không chỉ một cái Thiên Sơn gia tộc. Ma Thái Hư nắm ngực, chật vật đứng dậy, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn thương thực sự quá nặng đi. Hiện tại có thể đứng dậy, cũng chỉ bằng sau cùng ý chí. Hắn cồng kềnh khuôn mặt chúng cái kia sung huyết con ngươi. Phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, muốn nói, đều cảm thấy không khí lực gì. Phốc phốc, đột nhiên, hắn dựa vào sau cùng lệ khí, lấy ra một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Thiên Sơn Mộ mi tâm, cả người cũng nằm lên. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn thật giết Thiên Sơn Mộ, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nghênh đón lại là lũ ống đồng dạng bộc phát, đám người triệt để sôi trào lên. Một lần này kết thúc, Tiêu Phàm lần trước giết người. Có thể sống sót, nghe nói là bởi vì thần các chủ bảo đảm, nhưng hắn Ma Thái Hư đây, ai có thể giữ được hắn? Quá vọng động rồi a, ta thái cổ thần giới tu sĩ,
lúc đầu địa vị liền thấp, còn phải đối mặt thiên hoang chèn ép, thật vất vả có mấy cái thiên tài, cũng sẽ chết hiểu, thiên sơn gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ma Thái Hư chết chắc, ta thật không biết Tiêu Phàm xuất thủ, là cứu hắn, hay là hại hắn. Không chỉ Ma Thái Hư sống không được, Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng cũng đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ, Tiêu Phàm gia hỏa này ngang ngược càn rỡ, thật đúng là không nghĩ hậu quả a. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có lẽ không cần chết, nhưng là Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu những người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm không thèm quan tâm mọi người nghị luận, đi đến Thiên Sơn mộ bên người, lấy tay vung lên, vô số kiếm khí đem hắn quấy đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn tàn nhẫn cho khiếp sợ đến, xôi trào tràng diện lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy ra một mai đan dược nhét vào Ma Thái Hư trong miệng. Ma Thái Hư thương thế, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Ma Thái Hư liền mở hai mắt ra, trở nên sinh long hoạt hổ, nơi nào còn có nửa điểm bị thương bộ dáng. Những người khác thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Thái Hư thương thế bọn họ có thể đều thấy rõ, không có thời gian mấy năm, muốn phục hồi như cũ, cơ hồ là không thể nào a. Nhưng mà, Tiêu Phàm vậy mà một khỏa đan dược liền làm đến, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, dạng này đan dược, hắn trong càn khôn giới trồng chất như núi. Đây cũng là quân Bách Nhẫn như vậy dễ dàng tha thứ Tiêu Phàm nguyên nhân, loại này đan dược ở thiên hoang tu sĩ xem ra đầy đủ chân quý, nhưng tại vạn thánh dược các, lại là rác rưởi không thể lại rác rưởi đồ chơi. Nếu như các đại gia tộc lấy được một chút đan dược, ở ma quật bên trong tỷ lệ tử vong, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Đa tạ công tử, Ma Thái Hư thở sâu đứng dậy, ngay sau đó đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm nói. Lúc trước bị Tiêu Phàm cưỡng ép chân áp, hắn nội tâm vô cùng khó chịu, thậm chí vẫn muốn một ngày kia cường đại lên tìm Tiêu Phàm báo thù. Nhưng là giờ phút này, hắn nội tâm không có nửa điểm oán niệm, có chỉ là bội phục. Tiêu Phàm bất kể năm đó ân oán, đứng ra giúp hắn, điều này hiển nhiên là xem ở hắn là người một nhà phân thượng. Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhất là nhận biết Ma Thái Hư người. Ma Thái Hư dù sao cũng là thái cổ thần giới nắm chắc thiên tài a, bình thường ngông nghênh khí thế, kiêu ngạo hết sức, chỗ nào hướng người khác cong qua eo. Mà bây giờ, hắn vậy mà cam tâm tình nguyện quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ còn cho rằng mắt mình hoa. Tiêu Phàm không để ý đến, mà là nhìn về phía Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu, nói các ngươi giúp hắn, hối hận không? Hối hận không? Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu trong lòng trầm tư, nếu như không giúp Ma Thái Hư, bọn họ không cần lo lắng Thiên Sơn gia tộc trả thù, hẳn là cũng sẽ không cần chết. Nhưng hiện tại, Thiên Sơn gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thở sâu, hai người vẫn lắc đầu một cái, chăm miệng một lời, không hối hận. Vì sao? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Phượng Trung Hoàng mở miệng nói, chúng ta sợ chết, nhưng càng sợ không có tôn nghiêm sống sót. Chúng ta sợ chết, nhưng càng sợ không có tôn nghiêm sống sót. Ngắn ngủn một câu, lại giống như một tiếng sét đồng dạng, vang vọng ở trái tim của mỗi người. Nhất là thái cổ thần giới tu sĩ, đột nhiên cảm giác lạnh như băng huyết dịch lại trở nên sôi trào lên, hai mắt cũng đỏ bừng hết sức. Bọn họ những người này, không dám cùng thiên hoang tu sĩ tranh phong, không phải liền là sợ chết sao? Bọn hắn hiện tại, đúng là sống tiếp được, nhưng tại thiên hoang tu sĩ trước mặt, bọn họ đã không thấy tôn nghiêm, biến thành đối phương trong miệng rác rưởi. Dạng này sống sót, cho dù sống vài vạn năm, lại có ý gì đây? Phượng Trung Hoàng bọn họ không giúp Ma Thái Hư, xác thực không cần chết, nhưng bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tôn nghiêm, đều sẽ bị trà đạp vỡ nát. Như thế khuất nhục sống sót, không bằng chết, Tiêu Phàm hai mắt cũng hơi đỏ lên, đây mới là hắn muốn thấy được thái cổ thần giới tu sĩ, một loại thái cổ thần giới kiêu ngạo tinh thần. Các ngươi rất không tệ, Tiêu Phàm không biết nói cái gì, cuối cùng nặn ra mấy chữ. Công tử, lúc này, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu cũng đồng thời quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân cách làm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm,
cho tới bây giờ liền không có bởi vì thần phục người nào đó mà bị đánh nát. Mà là làm một cái thái cổ thần giới tu sĩ, ở thiên hoang tu sĩ trước mặt, liền ngẩng đầu làm người dũng khí cũng không có thời điểm, mới có thể phá diệt. Kỳ thật, ở tại bọn hắn muốn cầu thả sống tiếp thời điểm, bọn họ đã không có tư cách đàm luận kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cũng may bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm một mực đều ở, hơn nữa hiện tại, bị Tiêu Phàm một lần nữa tìm trở về. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm yên tĩnh một lần suy nghĩ, nhìn xem ba người nói. Trước kia trấn áp ba người, để bọn hắn đưa cho chính mình kéo xe, Tiêu Phàm đúng là xuất phát từ phẫn nộ, về sau để bọn hắn rời đi, cũng là xuất phát từ tiếc tài chi tâm. Bọn họ đều là thái cổ thần giới tu sĩ, giết quái đáng tiếc. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này, bản thân có một ngày sẽ chân chính thu phục bọn họ. Cho rằng quy thuận Tiêu Phàm, liền có thể để Thiên Sơn gia tộc bỏ qua cho bọn họ sao, thực sự là chê cười. Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Ai dám động đến ta Thiên Sơn gia tộc người? Cùng lúc đó, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, đám người tự động nhường ra một con đường. Tiêu Phàm một bước tiến lên, chắp tay đứng ở Ma Thái Hư ba người trước người, thần sắc như thường nhìn phía xa một đoàn người khí thế hung hăng trùng sát mà tới. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một người cầm đầu người khoác xám trắng giao nhau chiến bào nam tử, mặt mũi hung thần ác sát, hai đạo lông mi trắng dị thường bắt mắt. Nhất là trên người tán phát khí tức, để Tiêu Phàm đều vô cùng kiêng kỵ. Trung phẩm nguyên tôn, Tiêu Phàm một lần liền đã đoán được hắn cảnh giới, bất quá, hắn vẫn như cũ không hề bận tâm, nơi này chính là Thiên Hoang Thần Các, hắn có tất yếu sợ Thiên Sơn gia tộc sao? Là Thiên Sơn tuyệt, hắn vậy mà đến, Tiêu Phàm bọn họ chết chắc, đám người nhận ra cầm đầu nam tử, tất cả đều hít một hơi lạnh, lại lui về sau hơn mấy chục bước, sợ chọc giận nam tử một dạng. Mấy người đang phía dưới lôi đài dừng lại. Cầm đầu nam tử lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, là các ngươi giết ta Thiên Sơn gia tộc đệ tử. Cảm nhận được trên người đối phương áp lực, Ma Thái Hư mấy người sắc mặt đại biến, Ma Thái Hư càng là chuẩn bị mở miệng, là. Nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Phàm liền cười nhạt một cái nói, là ta giết, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Thật là lớn gan chó, tự tìm cái chết, mặt khác Thiên Sơn gia tộc người nhao nhao la ầm lên. Một bộ muốn đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối tư thế. Bất quá các ngươi tới muộn, vừa mới giết một người, hôm nay có chút mệt mỏi, tạm thời không sinh tử quyết đấu. Tiêu Phàm lười biếng móc móc lỗ tai, phất phất tay nói, chúng ta đi. Tiêu Phàm bình tĩnh nhưng lại hết sức lời nói hung hăng, kém chút đem Thiên Sơn gia tộc người tức bể phổi. Cái gì gọi là vừa mới giết một người, hôm nay mệt mỏi? Cũng là bởi vì ngươi giết ta Thiên Sơn gia tộc người. Cho nên chúng ta mới đến tìm ngươi báo thù tốt ha. Nhưng đến Tiêu Phàm trong miệng, bọn họ Thiên Sơn gia tộc người đã giết thì đã giết, không có gì ghê gớm lắm, liền tựa như chết một con chó một dạng. Các ngươi muốn tìm ta báo thù, không có ý tứ, ta không tiếp nhận sinh tử đấu, các ngươi đừng nghĩ báo thù. Lời này đổi lại là ai nghe cũng không dễ chịu, Thiên Sơn gia tộc người không giận mới là lạ chứ. Chỉ là... Bọn họ thật đúng là không dám tự tiện động thủ, nơi này chính là Thiên Hoang Thần Các, Thiên Sơn gia tộc nếu như dám ở lúc này động thủ, chẳng phải là không đem Thiên Hoang Thần Các để vào mắt. Thế nhưng là, muốn sinh tử đấu báo thù mà nói, Tiêu Phàm vừa rồi đã cự tuyệt, trừ phi hắn ngốc, hắn mới có thể cùng nguyên tôn cảnh cường giả sinh tử đấu. Ta xem ai dám đi, cầm đầu Thiên Sơn tuyệt bạo hống một tiếng, cánh tay chấn động. Một cổ khí sóng trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Lãng lãng càn khôn, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn Thiên Hoang Thần Các động thủ hay sao? Thiên Sơn gia tộc, chẳng lẽ trở thành Thiên Hoang một phương bá chủ, liền Thiên Hoang Thần Các đều không coi vào đâu. Tiêu Phàm khinh thường, mang theo Ma Thái Hư bọn họ tiếp tục rời đi. Đám người bị Tiêu Phàm bộ dáng khí không nhẹ, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm nhất định sẽ xin khoan dung. Nơi nào nghĩ đến hắn vẫn như cũ như thế bá khí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nơi này chính là Thánh Các, Thiên Sơn gia tộc lại làm sao muốn giết một người, cũng không dám ở nơi này động thủ, đây là Thiên Hoang Thần Các bề mặt. Nếu như ở trong này giết Tiêu Phàm, nhất định chính là đánh Thiên Hoang Thần Các mặt. Thiên Sơn tuyệt sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối,
nhưng hắn thật đúng là không dám động thủ. Thiên Sơn Tuyệt đúng không? Các ngươi Thiên Sơn gia tộc để cho ta rất khó chịu. Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa mở miệng nói, trở về nói cho Thiên Sơn gia chủ, các ngươi yêu cầu đồ vật, giảm phân nửa lại nói, còn dám ngăn đón ta, về sau liền không có, các ngươi muốn cá chết lưới rách, ta phụng bồi. Nếu như nói Tiêu Phàm trước đó thoại ngữ chỉ là phách lối mà nói, vậy bây giờ lời này hoàn toàn chính là cuồng vọng. Ngươi một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh, dựa vào cái gì cùng Thiên Sơn gia tộc cá chết lưới rách? Thiên Sơn gia tộc cường giả như mây, muốn giết chết ngươi, còn không cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngay cả Ma Thái Hư bọn họ đều cảm thấy Tiêu Phàm quá khoác lác, đây quả thực là ở kéo cừu hận. Ngươi tính là gì? Thiên Sơn Tuyệt cực kỳ khinh thường, muốn quát lớn Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này, một đạo càng thêm thanh âm bá đạo vang lên, Thiên Sơn Tuyệt, ngươi ở trong này làm cái gì? Thiên Sơn Tuyệt sững sờ, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lôi đài phía trên đã xuất hiện một cái hôi bào lão giả, Thiên Sơn Tuyệt đám người thấy thế, nhao nhao bái xuống dưới, bái kiến bát trưởng lão. Thiên Sơn gia tộc bát trưởng lão Thiên Sơn Thanh, lần này có trò hay để nhìn, liền trưởng lão đều kinh động, Tiêu Phàm lần này phiền toái, Ma Thái Hư bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai bảo hắn như vậy phách lối đây, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy giết Thiên Sơn mộ. Thiên Sơn gia tộc sẽ bỏ qua hắn mới là lạ chứ. Đám người thấp giọng nghị luận, liền Thiên Sơn gia tộc trưởng lão đều đến, Tiêu Phàm bọn họ muốn tránh qua kiếp nạn này, gần như không có khả năng. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, giống như nhìn mấy cái người chết một dạng. Chỉ là, một màn kế tiếp, để đám người vẻ mặt kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Thiên Sơn Tuyệt, còn không mang theo ngươi người cút về. Hồi bào lão giả Thiên Sơn Thanh lạnh lùng chừng Thiên Sơn Tuyệt một cái, thiếu chút nữa thì một bàn tay vung đi lên. Thiên Sơn Tuyệt còn cho rằng mình nghe lầm, liền vội vàng giải thích nói, bát trưởng lão, Tiêu Phàm giết Thiên Sơn mộ. Thiên Sơn mộ chết bởi sinh tử đấu, trên sinh tử đài phân sinh tử, dưới đài ân oán đều thanh toán xong, quy củ này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên Sơn Thanh quát lớn. Thiên Sơn Tuyệt vẻ mặt mộng bức, vừa rồi bản thân khả năng nghe lầm. Hiện tại hắn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng a. Bát trưởng lão vậy mà để cho mình không nên so đo Thiên Sơn mộ chết, điều này sao có thể? Thiên Sơn mộ, thế nhưng là bát trưởng lão hậu bối a. Phải biết, bát trưởng lão thế nhưng là bao che cho con chủ, bình thường chết một cái hậu bối, hắn cũng có tức giận dị thường, thậm chí tự mình báo thù. Làm sao hôm nay, bát trưởng lão lại tựa như biến thành người khác, đây thật là bát trưởng lão. Ta, Thiên Sơn Tuyệt cảm thấy Thiên Sơn Thanh hẳn là già nên hồ đồ rồi, còn chuẩn bị nhắc nhở một phen. Lan, ai ngờ Thiên Sơn Thanh kiên nhẫn đã mài tận, trực tiếp một bàn tay đem Thiên Sơn Tuyệt bọn họ cho đập bay ra ngoài. Đám người đã xem không hiểu tất cả những thứ này, nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để đám người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Thiên Sơn Thanh đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt, ý cười rào rạt nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu các chủ. Thiên Sơn gia tộc hậu bối không hiểu chuyện, lúc này mới mạo phạm ngài, còn mời ngài đừng nên trách. Tính, như chết tính, đám người chờ đợi Tiêu Phàm cùng Ma Thái Hư bọn họ bị ngược sát một màn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là Thiên Sơn Thanh vẻ mặt cung kính cùng Tiêu Phàm xin lỗi. Đám người tất cả đều đối ánh mắt của mình sinh ra hoài nghi, mình là nhìn lầm sao? Thế nhưng là, coi như tự mình một người nhìn lầm, cũng không khả năng tất cả mọi người nhìn lầm a. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu ba người cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật sự là Tiêu Phàm mang cho khiếp sợ của bọn hắn quá lớn. Bọn họ giết Thiên Sơn gia tộc một người, lại nghênh đón không phải cừu hận, mà là Thiên Sơn gia tộc xin lỗi. Loại chuyện này, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Cái này Tiêu Phàm, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đám người đối Tiêu Phàm thân phận rốt cuộc sinh ra hoài nghi. Lúc trước hắn rõ ràng bị thiên hoang truy nã, có thể cũng không lâu lắm liền bị sửa lại án xử sai. Cái này thì cũng thôi đi, có thể hắn địa vị đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất đến cùng biến hóa, liền các đại gia tộc đều rất giống quên trước kia cửu hận, không còn cùng Tiêu Phàm so đo. Hiện tại, bọn họ càng là chính mắt thấy Thiên Sơn gia tộc trưởng lão nói xin lỗi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Xem ra, Thiên Sơn gia tộc vẫn có minh biện thị phi. Đã như vậy, cái kia quy củ như cũ. Tiêu Phàm gật đầu cười.
Hắn biết rõ, cái này Thiên Sơn Thanh tuyệt đối là một khẩu Phật tâm xà, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần các ngươi cần thần đan, vậy thì phải cho ta ra vẻ đáng thương. Ngươi Thiên Sơn gia tộc muốn giết ta, có thể mặt khác chín đại gia tộc, thậm chí tam đại thế tộc nếu như nghĩ bảo ta, đến lúc đó vạn nhất không cẩn thận diệt Thiên Sơn gia tộc, vậy liền có ý tứ. Loại khả năng này còn thật tồn tại, bởi vì rất nhiều thế lực trong mắt, vạn thánh dự các tầm quan trọng, tuyệt đối không phải một đại gia tộc có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như các đại gia tộc nắm trong tay vạn thánh dự các đại bộ phận phương thuốc, tình huống lại sẽ khác nhau. Nhưng đi đến một bước kia, chí ít cũng không phải mấy chục năm, mấy trăm năm có thể làm được. Tạ Tiêu các chủ, Thiên Sơn Thanh hơi hơi thi lễ, lấy ra một mai càn khôn giới nói, tiểu bối không hiểu chuyện, lão hủ đại biểu bọn họ hướng ngài xin lỗi, đây là một chút tấm lòng. Con người của ta, trí nhớ không tốt, sự tình vừa rồi đã quên đi. Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, cười lớn rời đi, ha ha, thập đại gia tộc. Thiên Sơn Thanh trên mặt gạt ra vài tia nụ cười, mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm rời đi. Nếu như không phải là vì vạn thánh dược các đan dược, vừa rồi hắn nơi nào sẽ đối Tiêu Phàm khách khí như thế, đoán chừng trực tiếp một tát lên rồi. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Trước kia không có chỗ dựa như thế, hiện tại lưng tựa vạn thánh dược các, càng là ngang ngược càn rỡ. Đáng tiếc, dù cho Tiêu Phàm giết hắn Thiên Sơn gia tộc người, hắn cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, kết quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản bọn họ Tiêu Phàm cho dù bất tử, cũng nhất định sẽ nhận giáo huấn, mà Thái Hư đám người càng là sẽ đem ngược sát mà chết. Nhưng mà, mấy người lại ngay trước thần các mặt của mọi người nghênh ngang rời đi. Bọn họ làm sao còn không biết, Tiêu Phàm cùng trước đó không đồng dạng, hắn tìm được núi dựa lớn. Nhất định là quân Bách Nhẫn quân các chủ làm hắn chỗ dựa, bằng không mà nói, Thiên Sơn Thanh trưởng lão làm sao có thể bỏ qua hắn. Khả năng này rất lớn, có thể cho dù là quân các chủ thay hắn chỗ dựa, cũng không nên lớn lối như thế mới đúng, quân các chủ địa vị phi phàm, nhưng là không sẽ cùng thập đại gia tộc là địch a. Không sai, quân các chủ cũng chưa chắc có thể che đậy được Tiêu Phàm, cho nên ta cảm thấy, Tiêu Phàm nhất định là có càng núi dựa cường đại. Đám người thấp giọng nghị luận. Trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thể đắc tội Tiêu Phàm. Liền Thiên Sơn gia tộc đệ tử Tiêu Phàm cũng dám giết, huống chi bọn họ đâu. Thiên Sơn Thanh xanh mặt rời đi, trên nửa đường, Thiên Sơn Tuyệt đám người đi tới, trên mặt đều là vẻ không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao Thiên Sơn Thanh trưởng lão hội buông tha Tiêu Phàm, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy quát lớn bọn họ. Phải biết. Thiên Sơn Thanh thế nhưng là bao che cho con chủ a, bình thường cũng không ít cho bọn hắn bênh vực kẻ yếu. Bát trưởng lão, Thiên Sơn Tuyệt thở sâu, vẫn là lấy dũng khí hỏi trong lòng nghi ngờ. Không cần hỏi, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Thiên Sơn Thanh trực tiếp cắt dứt mấy người, nói các ngươi muốn giết hắn, có thể, nhưng không thể ở thiên hoang giết, cũng không thể làm thần các mặt giết hắn. Vì sao, có người không cam lòng hỏi. Đúng vậy a. Vì sao? Hắn đều trước mặt nhiều người như vậy giết Thiên Sơn gia tộc đệ tử, chúng ta làm sao không có thể giết hắn? Coi như quân Bách Nhẫn cho hắn chỗ dựa, vậy cũng không có đến giết không được cấp độ A. Kẻ này phía sau có năng lực người, không chỉ là quân Bách Nhẫn chỉ là chúng ta có thể người biết mà thôi. Thiên Sơn Thanh hít sâu một cái nói. Tê mấy người hít một hơi lạnh, so quân Bách Nhẫn người cường đại hơn. Ở thiên hoang dạng người này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi a. Chẳng lẽ là thiên hoang chi chủ? Thiên Sơn Tuyệt run rẩy nói. Không biết, bất quá, quân Bách Nhẫn xác thực có thể đại biểu thiên hoang chi chủ. Thiên Sơn Thanh lắc đầu, nói tốt rồi, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, về sau muốn giết hắn, bó lớn cơ hội. Là, bát trưởng lão, Thiên Sơn Tuyệt đám người biểu tình ngoan tuyệt. Hiển nhiên. Bọn họ cũng không có bởi vì Tiêu Phàm người sau lưng mà từ bỏ giết hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn nhất định phải làm càng thêm ẩn nấp mà thôi. Lại nói Tiêu Phàm mang theo Ma Thái Hư ba người rời đi, ba người nín thở ngưng thần đi theo Tiêu Phàm sau lưng, Tiêu Phàm mới vừa biểu hiện, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Gia hỏa này, không chỉ tu vì đã bỏ lại xa xa bọn họ, lại còn leo lên liền thập đại gia tộc đều cực lớn đại nhân vật.
Ba người hâm mộ ghen ghét, có thể thứ này, bọn họ cũng biết, hâm mộ không đến. Các ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm đi tới thần các chỗ ghi danh, lúc này mới ý thức được sau lưng còn đi theo ba người. Ma Thái Hư ba người một trận lúng túng, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trở mặt không quen biết. Vừa rồi cái kia vĩ đại hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Công, công tử, trước kia, Ma Thái Hư lấy dũng khí nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, nói, không muốn nói trước kia, hiện tại, các ngươi có tính toán gì? Ba người nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời, chúng ta muốn cùng công tử, nguyện ý lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có không phục, Tiêu Phàm cười cười, nếu như có thể lôi kéo ba cái này thiên tài, hắn vẫn là cực kỳ vui lòng. Không có, ba người không chút nghĩ ngợi nói. Đã như vậy, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, nói ta chuẩn bị gia nhập thánh các, còn không dẫn đường cho ta. Là, công tử, ta đây liền mang ngài đi đăng ký. Ma Thái Hư trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp, nhếch miệng cười nói. Có ba người quen việc dễ làm, Tiêu Phàm ngược lại là tỉnh rất nhiều thời gian. Ta chuẩn bị tiến về thời không tại chỗ tu luyện nửa năm thời gian, các ngươi có tính toán gì? Tiêu Phàm làm tốt thủ tục, vừa nhìn về phía ba người nói. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, ba người như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nói, làm sao, ta trên mặt có lọ. Công tử lợi hại, thời không tại chỗ tu luyện yêu cầu công huân điểm là cái thiên văn sổ tự, chúng ta có thể tu luyện mấy ngày cũng khó khăn, ngài lại ngẩn ngơ chính là nửa năm. Ma Thái Hư đắng chát cười một tiếng, câu nói kế tiếp hắn hoàn toàn là sống không nổi nữa. Ghen ghét sao, ghen ghét, hâm mộ sao, hâm mộ muốn chết, thế nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiêu Phàm nhìn xem ba người trông mòn con mắt ánh mắt, trầm tư mấy tức nói, tất nhiên đụng phải, vậy các ngươi cùng ta cùng đi chứ, chúng ta. Ba người kinh ngạc chỉ mình, còn cho rằng mình nghe lầm. Yên tâm, điểm ấy công huân điểm ta vẫn phải có, đi thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh khoát tay một cái nói. Cũng không phải Tiêu Phàm khoác lác, vạn thánh dược các cùng quân bách nhẫn trong hiệp nghị, thì hữu dụng đan dược đổi lấy công huân điểm một hạng này. Huống chi. Tiêu Phàm bản thân nổ mấy tòa tam tinh ma thành, còn có huyết hồn kiếp hải duy nhất ngũ tinh ma thành, hắn vơ vét mệnh ma thạch cũng không ít. Đổi thành công huân điểm, đã là thiên văn sổ tự. Trên người công huân điểm coi như dùng hết rồi, cùng lắm thì đi một chuyến nữa ma quật, nhiều nổ vài tòa ma thành là được rồi. Là, công tử, ba người nghe vậy, lập tức đứng thẳng tắp, liền tinh thần đều trở nên run đếm. Lúc này... Ba người mang theo Tiêu Phàm đi tới thánh các chỗ sâu thời không tại chỗ cửa vào, có không ít người xếp hàng, Tiêu Phàm dẫn đầu đi đến cuối cùng bên cạnh. Lúc này, một bên có mấy người đi tới, một người cầm đầu nam tử khôi ngô, ánh mắt đột nhiên tập trung vào Ma Thái Hư ba người, ngoạn vị cười nói, nha, đây không phải thái cổ thần giới tam đại thiên tài sao? Chỉ các ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu giống, cũng muốn tiến vào thời không tại chỗ tu luyện. Ma Thái Hư ba người sắc mặt khó xử hết sức, bọn họ so với Thái Hoang tu sĩ mà nói, xác thực rất nghèo, đây là sự thật. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị người nhục nhã, trong lòng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Thời không tại chỗ, một ngày chính là 10 vạn công huân điểm, không biết các ngươi bớt ăn bớt mặc, lại có thể ở thời không tại chỗ ở vài ngày đây. Nam tử khôi ngô đắc ý ngửa đầu cười to. Sốt cục Tiêu Phàm, hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Một cái liền thấy đều chưa thấy qua người, đoán chừng cũng là Ma Thái Hư bằng hữu của bọn hắn. Cái gọi là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, Ma Thái Hư bằng hữu của bọn hắn, lại có thể có nhiều dầu. Tiêu Phàm nhíu mày, vừa mới chuẩn bị thay ba người ra mặt, lại bị Ma Thái Hư ngăn lại, công tử, hắn là Lôi Lăng, thánh các chủ tôn nhi. Lôi Lăng, Tiêu Phàm nhíu mày, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khôi ngô. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Lôi Lăng còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một cái cao ngạo gà trống, cao cao tại thượng quan sát Tiêu Phàm, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn cùng mấy cái quỷ nghèo đi gần như vậy. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm lại thu hồi ánh mắt, khinh thường nói cái gì đồ chơi. Một câu có lẽ không có ý gì, nhưng hai câu nói liền cùng một chỗ chính là, Lôi Lăng, cái gì đồ chơi. Lôi Lăng tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ,
sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn nhưng là thánh các chủ tôn nhi, ở thánh các, cái nào không lấy lòng hắn. Nhưng tiểu tử này, dám trào phúng bản thân. Tiểu tử, bản tôn nguyên bản xem ở ngươi dù sao cũng là trung phẩm thánh tôn phân thượng, còn muốn thu ngươi làm tiểu đệ, đáng tiếc, cơ hội này ngươi đã mất đi. Lôi Lăng sát khí nặng nề nói, hiện tại, ngươi tốt nhất quỳ ở trước mặt ta, đập 10 cái cốc đầu, bằng không cái gì. Tiêu Phàm mắt liếc thấy Lôi Lăng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sắc bén sát ý. Lôi Lăng nhìn đến một cái. Sinh tử hiệp nghị bị xé bỏ, Lôi Lăng lại trở nên bắt đầu cường thế, nơi này chính là thánh các, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn dám giết hắn hay sao? Cho dù là hắn, thân làm thánh các chủ tôn nhi, cũng không dám trước mặt mọi người giết người, huống chi Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm không thèm để ý Lôi Lăng, cùng cái này loại người giao lưu, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nếu là ở ma quật, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm muốn tính mạng của hắn. Nhưng ở chỗ này, Tiêu Phàm xác thực không dám động đến hắn. Chúng tiểu nhân, hôm nay bản thiếu gia khai tâm, thưởng mỗi người các ngươi ở thời không nguyên địa tu luyện 10 ngày. Lôi Lăng tựa như đã quên đi bản thân vừa rồi kém chút đi tiểu sự tình, lại trở nên vênh váo tự đắc lên. Loại này hoàn khố, Tiêu Phàm gặp nhiều lắm, chỉ bất quá dựa vào tổ tông ban cho mà thôi. Tiêu Phàm nguyên bản định việc này như vậy bỏ qua, nhưng mà, chuyện kế tiếp, lại là để Tiêu Phàm nhíu mày. Chỉ thấy Lôi Lăng vòng qua hắn phía trước mấy người, đi thẳng tới cửa cung điện, tiện tay ném ra một cái mệnh ma thạch, kiêu ngạo nói, nơi này là 1.000 vạn công huân điểm, bọn họ mỗi người tu luyện 10 ngày, bản thiếu gia ngốc 2 tháng. Tiêu Phàm ở trên đường nghe ma thái hư bọn họ giải thích qua, tiến vào thời không nguyên địa tu luyện, là 10 vạn công huân điểm một ngày. Có người có lẽ cho rằng 10 vạn công huân điểm không nhiều, phải biết, đây chính là một khỏa nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch, mới có thể đổi được. Nói cách khác, chém giết một cái tương đương với thiên hoang hạ phẩm nguyên tôn nhất tinh ma tôn, cũng liền có thể ở thời không nguyên địa bên trong ngốc một ngày mà thôi. Không thể không nói. Lôi Lăng này 1.000 vạn công huân điểm, xác thực là đại thủ bút, đây chính là muốn giết chết 100 nhất tinh ma tôn, mới có thể đổi lấy đến. Lôi thiếu, mời ngài vào, cửa ra vào chấp sự vẻ mặt nịnh hót nhìn xem Lôi Lăng, làm ra một cái dấu tay xin mời, nhường ra một con đường. Lôi Lăng cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái. Thực lực ngươi là mạnh lại như thế nào, ở thánh các, ta quyết định. Chậm đã, ai ngờ lúc này. Tiêu Phàm vậy mà đi ra, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào chấp sự nói, tiến vào thời không nguyên địa, chẳng lẽ không muốn xếp hàng sao? Tiêu Phàm rất không thích người khác lung tung chen ngang, thánh các ở kẻ khác trong mắt, chính là công bình địa phương, dựa vào cái gì có ít người có đặc quyền. Nếu như nói thánh các chủ tôn nhi tiến vào thời không nguyên địa có đặc quyền, vậy hắn cái này vạn thánh dược các chi chủ, chẳng phải là còn có đặc quyền. Tiêu Phàm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, cái này quy củ, ta quyết định. Cửa ra vào chấp sự cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, làm nhìn về phía Lôi Lăng lúc, lại là hiển thị rõ mị thái. Tiến vào thời không nguyên địa, đến cùng dùng không cần xếp hàng. Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, tựa như bất kể như thế nào đều muốn lấy được một cái kết quả. Nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, chấp sự lông mày hơi nhíu. Không đợi hắn mở miệng. Lôi Lăng liền vẻ mặt kiêu ngạo nói, tiến vào thời không nguyên địa đương nhiên phải xếp hàng, bất quá, bản thiếu gia một lần cho 1.000 vạn công huân điểm, có thể không phải là các ngươi cái kia mấy chục vạn công huân điểm có thể so sánh. Bốn phía một chút tu sĩ giận mà không dám nói gì, ở trong này cùng Lôi Lăng là địch, trừ phi bọn họ không nghĩ lăn lộn. Cũng liền Tiêu Phàm cái này kẻ lỗ mãng, bắt được người đó là ai. Cùng Lôi Lăng tranh phong, có thể không có ích lợi gì. À, nói cách khác, ai công huân điểm nhiều, người đó liền có thể đi vào trước. Tiêu Phàm đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, gạt mở người phía trước, hướng về cửa cung điện đi đến. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi còn có thể lấy ra được so bản thiếu gia càng nhiều công huân điểm. Lôi Lăng hí ngược cười một tiếng, nói chỉ các ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu giống. Nhưng mà, vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Bốn phía một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, thời không đều rất giống ngừng lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm tiện tay hất lên,
ào 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 mệnh ma thạch chất đống một chỗ, giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Nơi này hối đoái 7.200 vạn công huân điểm, chỉ nhiều không ít, chúng ta mỗi cá nhân tu luyện nửa năm. Tiêu Phàm 10 điểm bình thản nói. Đám người nuốt nước miếng một cái, còn cho rằng mình nghe lầm. 7.200 vạn công huân điểm, ta cái ai ra, đây thật là một cái thánh tôn cảnh tu sĩ có thể cầm ra được sao? Phải biết, cái này đổi thành nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch, nhưng là muốn giết chết 720 cái A. Hối đoái thành nhị tinh ma tôn mệnh ma thạch, kia liền là 240 cái, mà hối đoái thành tam tinh ma tôn mệnh ma thạch, cũng là 72 cái A. Tiêu Phàm một người, vậy mà giết biết bao nhiêu dị ma. Lôi Lăng sắc mặt đỏ bừng hết sức, thật giống như bị người quạt một bạt tai, đau rát. Hắn vốn cho là xuất ra 1.000 vạn công huân điểm, đã coi như là hào khí, có thể cùng Tiêu Phàm công huân điểm, lại kém gấp 7 có thừa. May mà hắn còn cao cao tại thượng, mắng Tiêu Phàm mấy người nghèo kiết hủ lậu. Cùng Tiêu Phàm so sánh, hắn mình mới là nghèo kiết hủ lậu tốt ha. Hắn bốn cái thuộc hạ cùng ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem ma thái hư bọn họ. Bọn hắn chủ tử Lôi Lăng, đại khí để bọn hắn đi thời không nguyên địa tu luyện 10 ngày, bọn họ đã cảm thấy rất nổi giận. Nhưng cùng ma thái hư bọn họ so sánh, bọn họ mặc cảm, nửa năm thời gian tu luyện, dòng dã là bọn hắn 18 lần A, may mà bọn họ còn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Chúng ta có thể tiến vào chưa? Tiêu Phàm thần sắc như thường, loại này im ắng đánh mặt cảm giác, nếu là trước kia hắn còn cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy không thú vị, có những thời giờ này, còn không bằng sớm chút tiến vào thời không nguyên địa tu luyện. Có thể, có thể, cái kia thủ vệ chấp sự thở sâu, nơi nào còn dám ngăn cản. 7.200 vạn công huân điểm A, hắn cả đời đều chưa chắc có thể kiếm được A, lúc này hắn nơi nào còn dám đi ra ngăn cản Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mang theo ma thái hư ba người trực tiếp hướng đi đại điện đại môn, nhưng mà, đi tới cửa. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Lôi Lăng nói, từ đâu tới tên ăn mày, cũng dám ở chỗ này mất mặt. Ngắn ngủn một câu, liền tựa như một đòn bạo kích, trọng trọng đập nện ở Lôi Lăng ngực, khí hắn kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn đường đường ăn chơi thiếu gia, lúc nào ở trong mắt người khác thành tên ăn mày. Nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm bọn họ đã không thấy bóng dáng. Hỗn trướng, hỗn trướng. Lôi Lăng tức giận tới cực điểm, lửa giận lại cũng chịu đựng không nổi, muốn phát cuồng. Thiếu chủ, bên cạnh bốn cái thuộc hạ khúm núm. Lan, Lôi Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí nặng nề nói, Tiêu Phàm, chờ ngươi đi ra, lão tử không làm chết ngươi, liền không họ Lôi. Dứt lời, Lôi Lăng phất tay áo rời đi, hắn nội tâm đã bắt đầu tính toán, bất kể như thế nào đều phải giết chết Tiêu Phàm. Hắn mấy cái thuộc hạ thấy thế. Có chút kinh hãi, trong lòng cũng đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Nguyên bản bọn họ còn có thể tiến vào thời không nguyên địa tu luyện 10 ngày, hiện tại ngược lại tốt, 10 ngày cũng bị mất. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Lôi Lăng tức giận, bất quá hắn có thể tưởng tượng đến, dù cho hắn biết rõ, cũng sẽ không để ý. Loại người này, không chọc đến hắn còn tốt. Nếu là thật sự chọc giận hắn, một kiếm làm thịt. Lúc này Tiêu Phàm bốn người xuất hiện ở một cái truyền tống trận bên trên, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc. Ma Thái Hư nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, công tử, truyền văn thời không nguyên địa, ở một mảnh cực kỳ thần bí cổ địa. Ân, Tiêu Phàm gật gật đầu, truyền tống trận đã lặng yên mở ra. Truyền tống trận khởi động, Tiêu Phàm lục thức trong nháy mắt biến mất, bốn phía yên tĩnh im ắng, một mảnh trắng xóa. Không sai biệt lắm qua nửa nén hương thời gian, tất cả khôi phục bình thường, nhưng mà, hắn cảnh sắc chung quanh đã rực rỡ hẳn lên. Bọn họ đã không còn là đứng ở truyền tống trận bên trên, mà là ở một mảnh phế tích. Không sai, chính là phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, tường đổ, bừa bộn không chịu nổi, dưới chân khắp nơi đều là loạn thạch, kéo dài về phía chân trời, một cái trông không đến cuối cùng. Có loạn thạch đã phong hóa. Phía trên phủ đầy rêu xanh, lưu lại dấu vết tháng năm. Bầu trời âm u, không khí có chút ngạt thở, để người cảm thấy 10 điểm kiềm chế. Nhưng mà, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía có một loại sức mạnh huyền diệu đang lưu động. Cẩn thận cảm ứng một lần, đó lại là bản nguyên chi lực,
bản nguyên chi lực không phải cần bản thân đi cảm ứng sao, nơi này có vẻ giống như thực chất hóa. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tiêu Phàm nhẹ giọng nói nhỏ, mảnh này mênh mông phế tích, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Phải biết, thiên hoang cũng không có bậc này bản nguyên chi lực nồng nặc địa phương A. Chúng ta điều tra một chút điển tịch, nơi này là một chỗ cổ chiến trường, truyền văn từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, về sau nhiều lần kinh lịch đại kiếp, nhưng vẫn là bị giữ lại. Ma Thái Hư giải thích một câu. Có đúng không? Tiêu Phàm thanh âm rất nhỏ, dường như nói mê. Chẳng biết tại sao, nơi này, cho hắn một loại 10 điểm cảm giác thân thiết, thậm chí hắn cảm giác mình đã từng tới. Loại này cảm giác 10 điểm đặc biệt, nói không rõ, không nói rõ. Nhưng Tiêu Phàm rất tin tưởng loại này cảm giác, hơn nữa loại này cảm giác đã từng cũng xuất hiện qua. Chúng ta hiện tại ở vào thời không nguyên địa bên ngoài, thời không nguyên địa tổng cộng chia làm 7 tầng, truyền văn, có thể đến 7 tầng, liền có thể đột phá pháp tôn cảnh. Phượng Trung Hoàng cũng giải thích một câu, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng nóng rực. Đối với pháp tôn cảnh, hắn tự nhiên rất mong đợi. Càng đi chỗ sâu, càng dễ dàng cảm ngộ bản nguyên chi lực. Ma Thái Hư cũng gật gật đầu. Vậy chúng ta xâm nhập, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đạp không mà lên, đột nhiên phát hiện, có một loại lực lượng kỳ lạ phong cấm lấy hắn ngự không năng lực, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi, nơi này không thể phi hành. Xác thực không thể phi hành, dù cho pháp tôn cảnh cường giả tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể đi bộ. Ngọc Thương Lưu đắng chát cười một tiếng, nói, bất quá, tương ứng thực lực người, sẽ truyền tống đến tương ứng khu vực. Ta là trung phẩm thánh tôn, vì sao cũng truyền đến nơi này? Tiêu Phàm hồ nghi. Ma Thái Hư ba người cũng lộ ra nghi hoặc, theo lý thuyết, Tiêu Phàm hẳn là bị truyền tống đến tầng thứ hai mới đúng, làm sao cũng tới đến tầng thứ nhất đây? Trước mặc kệ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, Tiêu Phàm không có quá nhiều quan tâm. Mặc dù không có khả năng ngự không, nhưng bọn hắn nhục thân cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, một bước vọt lên, cũng là khoảng cách mấy chục dặm. Khi bọn hắn xuyên việt khoảng cách 3.000 dặm lúc, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác, bản thân thừa nhận áp lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Công tử, chúng ta không thể đi sâu vào, Ma Thái Hư ba người đắng chát cười một tiếng. Bọn họ chỉ là hạ phẩm thánh tôn, có thể đạt tới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai điểm tới hạn, đã coi như là cực hạn. Muốn đi vào tầng thứ hai, trừ phi bọn họ đột phá trung phẩm thánh tôn. Vậy các ngươi ở trong này tu luyện, Tiêu Phàm để lại một câu nói, tiếp tục nhảy vọt tiến lên. Bởi vì áp lực tăng lớn, Tiêu Phàm tốc độ cũng chậm lại, bất quá, lấy hắn nhục thể cường độ, chống nổi tầng thứ hai tự nhiên là không có vấn đề. Cũng liền hoa một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm đi tới tầng thứ ba, áp lực lại tăng nhiều mấy lần. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác có chút cố hết sức, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm đi tới tầng thứ ba cùng tầng thứ tư điểm tới hạn. Giờ phút này, hắn đã vượt qua thời không nguyên địa khoảng cách 9.000 dặm. Hắn nội tâm đại khái đánh giá một chút, thời không nguyên địa mỗi một tầng không gian, đại khái hầu như đều là 3.000 dặm. Tiêu Phàm khi tiến vào tầng thứ tư khu vực biên giới ngừng lại, bất quá hắn cũng không có tu luyện, mà là nghiêm túc đánh giá thế giới này. Nơi này, ta đã từng thật tới qua, Tiêu Phàm không giải thích được phun ra một câu. Tiến vào nơi này, loại này cảm giác, hắn càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trên đường đi thấy cảnh sắc, hắn đều tựa như trước kia nhìn thấy qua. Chỉ là, bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Thời không nguyên địa. Nơi này là bản nguyên chi lực hội tụ chi địa sao? Tiêu Phàm trầm ngâm, thế giới này, tràn đầy quá nhiều thần bí, đừng nói hắn không biết, chính là pháp tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc làm cho minh bạch. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là ngừng lại, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương ngồi xếp bằng. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tâm thần đắm chìm trong ba loại bản nguyên chi lực lĩnh ngộ bên trong, chuẩn xác mà nói. Là đắm chìm trong thời không bản nguyên chi lực cùng tu la sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, hắn đã đạt đến đệ ngũ thành, thời gian ngắn là không thể nào có tân tiến triển. Hắn nghĩ muốn đột phá thượng phẩm thánh tôn, nhất định phải lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực cùng tu la sát lục bản nguyên chi lực. Theo nguyên tuyển hấp thu trong thiên địa nguyên lực, vô tận chiến điển cũng đồng thời vận chuyển lại, nhưng mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là... Vô tận chiến điển trở nên càng thêm thông thuận. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc,
hắn ở trong này tu luyện thời gian một ngày, thì tương đương với ở ngoại giới tu luyện 10 năm, thậm chí còn không ngừng. Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, thánh các tu sĩ hoa lớn như vậy đại giới tiến vào thời không nguyên địa tu luyện, lại làm sao có thể cùng ngoại giới như nhau đây? Tiêu Phàm không biết là, người khác ở trong này tu luyện một ngày, cũng thì tương đương với ngoại giới một năm mà thôi, căn bản không có hắn khoa trương như vậy. Đương nhiên, ở trong này tu luyện, chủ yếu là đối bản nguyên chi lực cảm ngộ càng sâu. Có ít người ở ngoại giới dừng lại ở hạ phẩm thánh tôn cảnh mấy ngàn năm, vài vạn năm, nhưng tiến vào nơi này, lại khả năng rất thoải mái đột phá trung phẩm thánh tôn. Đây cũng là thời không nguyên địa được người khác xem trọng nguyên nhân. Cứ như vậy tính toán, ta ở chỗ này nửa năm thời gian, tương đương với ta ở ngoại giới tu luyện 1.800 năm thời gian. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Hắn cũng không tin, mình ở cái này lĩnh ngộ 1.800 năm, còn không cách nào đột phá thượng phẩm thánh tôn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối nửa năm sau thiên tài nhiệm vụ lại có không ít lòng tin. Nhưng mà, nửa tháng sau, Tiêu Phàm phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, hoặc có lẽ là, không thể tính như vậy. Ở trong này dĩ nhiên cảm ngộ bản nguyên chi lực càng dễ dàng một chút, nhưng người lĩnh ngộ không được, chính là lĩnh ngộ không được. Liền tựa như hắn thời không bản nguyên chi lực, đột phá hạ phẩm thánh tôn lúc đạt đến 10 giọt, làm cảm ngộ 100 giọt lúc, liền đột phá đến trung phẩm thánh tôn. Chỉ cần cảm ngộ 1000 giọt, liền có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn, nhưng hắn thời không bản nguyên chi lực lại đứng tại 999 giọt, quả thực là không cách nào cảm ngộ đến cuối cùng một giọt kia. Nhắc tới bên trong nguyên lực không nồng đậm sao, căn bản không có chuyện này, nhưng hắn chính là lĩnh ngộ không được, càng nghĩ nắm chặt, lại chạy mất càng nhanh. Ngược lại là sát lục bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm đã cảm ngộ được 800 đến giọt, đều sắp tới thời không bản nguyên chi lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm có chút bực bội, lâm vào một cái bình cảnh. Tiêu Phàm vốn cho là rất dễ dàng liền có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn. Có thể sự thật lại cho hắn đả kích rất lớn. Chẳng lẽ là mình tại một tầng này không gian đã mất đi tác dụng, cần tiến về chỗ càng sâu. Thế nhưng là, Tiêu Phàm không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Lấy hắn vô thượng kim thân đệ nhị đoán nhục thân, nếu như toàn lực thôi động, tự nhiên là có thể tiếp tục đi tới. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy nơi này trừ bỏ cho hắn một loại hết sức kỳ lạ cảm giác bên ngoài, tựa như còn có cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Nơi này chính là thánh các tu luyện thánh địa, khẳng định thời khắc đều ở người khác giám thị phía dưới. Chỉ bất quá, đối phương cũng chưa chắc có thể thời khắc đều theo dõi hắn. Dù sao, ở thánh các vô số tu sĩ bên trong, hắn cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ một cái. Thở sâu, Tiêu Phàm suy nghĩ lúc này, vẫn là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Nửa năm thời gian, hắn cho dù không thể đột phá thượng phẩm thánh tôn, cũng bất kể như thế nào muốn để thời không chi lực đạt tới đệ tam thành. Kỳ thật, chiếu tốc độ như vậy, hắn tu luyện thời không chi lực tốc độ đạt tới đệ tam thành, sát lục bản nguyên chi lực liền càng không cần phải nói, nhất định sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Phàm đứng dậy, bước ra kiên định bước chân. So với nửa tháng trước, hắn tiếp nhận áp lực năng lực lại tăng mạnh không ít, dù sao. Nửa tháng này thế nhưng là tương đương với ngoại giới tu sĩ 150 năm phổ thông tốc độ tu luyện. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm bước qua tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm điểm tới hạn. Nơi này áp lực rõ ràng mạnh không ít, hắn nhất định phải thôi động vô thượng kim thân đệ nhất đoán mới có thể chống đối. Nhưng là, cái này vẫn như cũ không phải hắn cực hạn. Tiếp tục, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tiếp tục thôi động vô thượng kim thân đệ nhị đoán. Chuẩn bị xuyên qua thời không tại chỗ tầng thứ 5 không gian. Theo vô thượng kim thân đệ nhị đoán vận chuyển, Tiêu Phàm nhục thân cường độ tăng lên mấy lần, tầng thứ 5 không gian mang cho hắn áp lực vậy mà cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Nếu có những người khác nhìn thấy, một cái trung phẩm thánh tôn cảnh tu sĩ, có thể tiến vào tầng thứ 5, đoán chừng đã sớm làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Loại tình huống này, phóng nhãn từ xưa đến nay, cũng không ai có thể ở hắn tu vi này làm đến, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thời gian nhanh chóng xói mòn, một ngày sau Tiêu Phàm đỉnh lấy áp lực đi tới tầng thứ 6, cho dù là hắn có được vô thượng kim thân đệ nhị đoán, tốc độ cũng rõ ràng chậm không ít. Vô thượng kim thân đệ nhị đoán, thời không nguyên địa tầng thứ 6 cơ hồ chính là cực hạn.
Muốn bước vào thời không nguyên địa tầng thứ 7, chỉ có hai loại khả năng, một loại là tu luyện vô thượng kim thân đệ tam đoán, một loại là sắp lĩnh ngộ đệ thất thành bản nguyên chi lực, có thể mượn nhờ tầng thứ 7 lực lượng đột phá pháp tôn cảnh. Vô luận cái đó một loại khả năng, Tiêu Phàm đều chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, hắn muốn đi vào tầng thứ 7, bình thường mà nói không khác nói mơ giữa ban ngày. Tiêu Phàm mình cũng không ôm hy vọng quá lớn, hắn đi tới tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 chỗ giao giới, chuẩn bị dừng lại tu luyện. Ta liền không tin, ở trong này ta còn không cách nào lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực đệ tam thành. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nhưng mà, khi hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời khắc, ánh mắt lại là bỗng nhìn về phía tầng thứ 7 chỗ sâu, con người cũng bắt đầu teo lại. Chỉ thấy thời không nguyên địa tầng thứ 7 chỗ sâu, có một ngọn núi, cái này còn không đủ để hắn kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, phía trên ngọn núi có một tòa tiểu viện, đây có lẽ là toàn bộ thời không nguyên địa duy nhất hoàn hảo địa phương. Đương nhiên, cũng không phải là một tòa hoàn hảo tiểu viện để Tiêu Phàm như thế biến sắc. Mà là, ngọn núi này, cùng ngôi viện này, hắn đều gặp qua. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại bản thân vẫn chỉ là đại đế cảnh thời điểm, bị ngũ hành thần hoa uy hiếp, đã trốn vào trấn thế đồng quan trong đó bảo mệnh. Hắn đi tới Tu La cấm vực, tìm được 3.000 huyết quan, về sau mở ra lớn nhất huyết sắc đồng quan. Khi hắn tiến vào huyết sắc đồng quan bên trong lúc, liền gặp được một mảnh thế giới kỳ dị. Nơi đó cũng có một ngọn núi, một mảnh tiểu viện, quả thực cùng nơi này giống như đúc. Chỉ bất quá, hắn thấy hình ảnh kia bên trong, sơn phong sụp đổ, tiểu viện hủy diệt, mọi thứ đều không còn tồn tại. Mà ở trong đó, sơn phong vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu viện cũng vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhìn không ra có thứ đặc biệt gì. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên vỗ đầu một cái, giọng nói có chút run rẩy nói, ta liền nói. Thế giới này có chút quen thuộc, nguyên lai ta đã từng thấy qua. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, trong đầu hồi tưởng lại bản thân đã từng thấy qua hình ảnh. Tu La Tổ Ma Tiền Bối nói qua, chấn thế đồng quan chấn áp thái cổ một đời, vậy trong này, lại cùng thái cổ thần giới cùng Tu La Tổ Ma có quan hệ gì đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Bất quá, hắn nội tâm đã có một loại phỏng đoán. Vì sao nơi này bản nguyên chi lực huyền diệu như thế? Rất dễ dàng để tu sĩ lĩnh ngộ. Có thể là, ở thái cổ thời kỳ, bản nguyên chi lực chính là thực chất hóa, cùng thông thường nguyên khí một dạng. Dù sao, nguyên lực cùng khí số ngưng tập hợp một chỗ, chính là bản nguyên chi lực. Chỉ là về sau không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, hẳn là trong truyền thuyết thái cổ đại kiếp dẫn đến thái cổ thế giới hủy diệt, Tu La Tổ Ma lấy đại thủ đoạn, dùng chấn thế đồng quan chấn áp thái cổ một đời. Nhưng là, mảnh này kỳ lạ tiểu thế giới liền bị giữ lại. Hơn nữa, tất cả bản nguyên chi lực cũng bị ngưng tụ ở mảnh không gian này bên trong, khiến cho tu sĩ có thể không ngừng đột phá, mạnh lên. Thái cổ thời kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm rất muốn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ, ít nhiều cũng có tư cách biết rõ một chút bí mật, nhưng hắn lại không có một cái nào có thể hỏi thăm người. Chờ ta trở lại thái cổ thế giới, đến lúc đó cùng Bạch Ma hỏi thăm một ít chuyện. Hắn hẳn phải biết, đúng rồi, còn có Tử Như Huyết. Tiêu Phàm làm một cái quyết định. Bạch Ma dù sao cũng là từ trăm vạn năm trước sống sót lão quái vật, khẳng định biết rõ không ít bí mật. Về phần Tử Như Huyết, lão gia hỏa này mặc dù không nói, nhưng Tiêu Phàm cũng biết, hắn khẳng định sống dài hơn, hơn nữa Tiêu Phàm không biết hắn lúc trước là từ cái nào địa phương quỷ quái trốn tới. Chỗ kia, lại có thể vây khốn Tử Như Huyết như vậy lão quái vật. Lại làm sao có thể đơn giản đây? Cái kia kỳ dị thời không không gian, khẳng định so với cửu u quỷ chủ cửu u địa ngục còn cường đại hơn. Tiêu Phàm chắc chắn, cái kia không gian kỳ dị bên trong, có lẽ đại bộ phận đều là thánh tôn cảnh. Chỉ là, hắn nghĩ tiến về không gian kia, cũng căn bản không biết phương pháp. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhìn qua này tòa đỉnh núi, hắn rất muốn tiến đến nhìn xem. Hoặc là bước vào phiến kia tiểu viện, nhìn xem ở đâu là không còn cùng đã từng một dạng. Vạn năm tuế nguyệt, tuyên cổ vội vàng a. Tiêu Phàm thật sâu cảm thán một câu, thế gian lại có đồ vật gì, có thể trường tồn trăm vạn năm đây. Trước mắt tòa này cỏ tranh phòng, liền làm đến. Đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh mà nói, trăm vạn năm tuế nguyệt,
quá mức kéo dài, thật không nghĩ tới, trước mắt mảnh thế giới này, đều biến thành phế tích sao. Có thể như tòa này cỏ tranh phòng một dạng, trường tồn trăm vạn năm tuế nguyệt, hiếm thấy trên đời. Oanh, ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, tựa như một tầng gông cùm xiềng xích được mở ra. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đệ tam thành thời không bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà không giải thích được lĩnh ngộ đệ tam thành thời không bản nguyên chi lực. Nguyên tuyền bên trong thời không bản nguyên chi lực, cũng rốt cục đạt đến 1.000 giọt, giống như một vũng nước nhỏ. Thế nhưng là, bản thân trước đó hoa nửa tháng, cũng không cách nào đột phá giọt cuối cùng a, làm sao có thể đột nhiên lĩnh ngộ đây? Ta đã biết, thời không bản nguyên chi lực, không chỉ là thời không nguyên lực cùng khí số dung hợp, chủ yếu nhất vẫn là bản thân đối thời không bản nguyên chi lực cảm ngộ. Cảm ngộ càng sâu, khống chế hơn lớn, mình có thể thôi động bản nguyên chi lực uy lực lại càng lớn, đây cũng là vì sao có chút hạ phẩm thánh tôn, có thể trong đối chiến phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn nguyên nhân. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Đây cũng là dung hợp phá diệt chi lực, vì sao không có bản thân lĩnh ngộ bản nguyên chi lực uy lực lớn nguyên nhân. Bởi vì phá diệt chi lực vẻn vẹn chỉ là dung hợp mà thành, mà bản nguyên chi lực ngưng tụ quá trình lại nhiều hơn một cái cảm ngộ. Dựa theo tu la truyền thừa bên trong ghi chép, bản nguyên chi lực là dựa theo nguyên cái đơn vị này đến tính toán, mà không phải một giọt. Tiêu Phàm cũng đại khái tính toán qua, đột phá hạ phẩm thánh tôn. Bản nguyên chi lực ít nhất phải một nguyên, liền tựa như hắn đã từng cảm ngộ một thành sát lục bản nguyên chi lực thời điểm, chính là ngưng tụ 10 giọt bản nguyên chi lực. 10 giọt bản nguyên chi lực, chính là một nguyên. Hạ phẩm thánh tôn thể nội có thể chứa bản nguyên chi lực bình thường là 1 đến 9 nguyên, cũng chớ xem thường trong đó chênh lệch. Tỷ như, một cái vừa mới đột phá, chỉ có một nguyên bản nguyên chi lực hạ phẩm thánh tôn, nói chung, không phải uy tín lâu năm hạ phẩm thánh tôn đối thủ. Cứ thế mà suy ra, làm đột phá trung phẩm thánh tôn lúc, có thể có được bản nguyên chi lực thì là 10 nguyên đến 99 nguyên bản nguyên chi lực. Làm bản nguyên chi lực đột phá 100 nguyên lúc, là có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn, liền tựa như bây giờ Tiêu Phàm, tùy thời đều có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn. Chỉ bất quá, một khi hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn, mặt khác bản nguyên chi lực là sẽ bị thượng thiên ấn ký đánh nát, không cách nào tiếp tục đột phá. Đây cũng là vì sao có chút hạ phẩm thánh tôn có thể đối chiến thượng phẩm thánh tôn một trong những nguyên nhân, bởi vì hắn lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực, trong đó có một loại bản nguyên chi lực số lượng, đã có thể so với thượng phẩm thánh tôn. Bình thường mà nói, bản nguyên chi lực số lượng càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Nhưng là, cái này cũng không phải là tuyệt đối, mỗi người liền xem như đồng dạng cảnh giới, đồng dạng số lượng bản nguyên chi lực, cũng là có thực lực sai biệt. Ở trong đó, liền dính đến một cái khống chế độ. Tỷ như, vừa mới đột phá trung phẩm thánh tôn, hắn có được 10 nguyên bản nguyên chi lực, khống chế độ làm một thành, hắn phát huy uy lực thì tương đương với một nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Bình thường mà nói, đột phá cảnh giới càng cao hơn, hắn đối bản nguyên chi lực khống chế độ lại càng mạnh, bởi vì khống chế độ cùng đối bản nguyên chi lực cảm ngộ có cực kỳ quan hệ mật thiết. Tiêu Phàm trước đó kiếm trảm thiên sơn mộ. Hắn thúc giục hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng chém ra một kiếm, khoảng chừng gần 3.000 nguyên bản nguyên chi lực, dù cho hắn khống chế độ chỉ có một thành, vậy cũng tương đương với 300 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Huống chi Tiêu Phàm lĩnh ngộ đệ tam thành bản nguyên chi lực, hắn khống chế độ đã đạt đến 3 thành. Coi như thiên sơn mộ nửa bước hạ phẩm nguyên tôn, hắn bản nguyên chi lực cũng liền 999, 4 bỏ 5 lên, coi như hắn 1.000. Mặt khác, hắn đối bản nguyên chi lực khống chế độ là 2 thành, trên thực tế, hắn khẳng định không đến 2 thành, có thể cho dù dựa theo 2 thành để tính, hắn cũng tối đa chỉ có thể phát huy ra 200 bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Tiêu Phàm 300 bản nguyên chi lực, hoàn toàn có thể nghiền ép thiên sơn mộ. Mặc dù tại hạ phẩm thánh tôn cảnh giới, bản nguyên chi lực số lượng đều là gấp 10 lần tăng lên, nhưng đột phá đến nguyên tôn cảnh, bản nguyên chi lực gia tăng liền không có rõ ràng như vậy. Muốn vượt giai chiến đấu liền cực kỳ khó khăn, cần khống chế độ cực kỳ cường đại. Tựa như hạ phẩm nguyên tôn, hắn có bản nguyên chi lực, cũng là vừa mới đột phá thượng phẩm thánh tôn lúc gấp 10, đạt tới 1.000 nguyên. Nhưng là,
đại bộ phận hạ phẩm nguyên tôn nhiều nhất cũng chỉ có thể có được 3.000 bản nguyên chi lực. Vượt qua 3.000 bản nguyên chi lực, chính là trung phẩm nguyên tôn thực lực, mà khi bản nguyên chi lực số lượng vượt qua 6.000 nguyên, thì là thượng phẩm nguyên tôn. Bằng vào bản nguyên chi lực số lượng, trung phẩm nguyên tôn đã không đủ để nghiền ép hạ phẩm nguyên tôn, lúc này, khống chế độ đối tu sĩ sức chiến đấu liền có ảnh hưởng cực lớn. Biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, Tiêu Phàm cũng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục vận chuyển vô tận chiến điển 9981 cái chu thiên, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không có lựa chọn đột phá thượng phẩm thánh tôn, tu la sát lục bản nguyên chi lực, hắn còn không từ bỏ. Thời không bản nguyên chi lực đạt tới 100 nguyên, nếu là ta đối bản nguyên chi lực khống chế độ có thể đạt tới 5 thành, thời không bản nguyên chi lực liền có thể phát huy ra 50 nguyên toàn bộ uy lực, dù cho bản nguyên chi lực đạt đến 500 nguyên, khống chế độ cũng chỉ có 1 thành 10, cũng chưa hẳn là ta đối thủ a. Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ. Hắn cũng ý thức được bản nguyên chi lực khống chế độ tầm quan trọng, ở thánh tôn cảnh còn có thể liều bản nguyên chi lực số lượng, nhưng đến nguyên tôn cảnh, khống chế độ mới là yếu tố quyết định. Lúc này mới 100 nguyên bản nguyên chi lực mà thôi, tại đột phá nguyên tôn cảnh trước đó, bản nguyên chi lực số lượng đối với cá nhân tu vi mà nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm tập trung ý chí, cũng không có bởi vì bản thân cảm ngộ ba thành thời không bản nguyên chi lực mà mừng rỡ, ngược lại không ngừng đắm chìm trong bản thân phía trước cảm thán cùng lĩnh ngộ. Trong nháy mắt đó, ta tựa như chạm tới một tia thời không bản nguyên tuyệt kỹ. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói. Loại này cảm giác 10 điểm huyền diệu, có lẽ bỏ qua liền không có. Nhưng là, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở xa xa sơn phong cùng tiểu viễn lúc, loại này cảm giác lại trở nên 10 điểm rõ ràng. Tuyên cổ vội vàng, Tiêu Phàm trong miệng ngâm khẽ một tiếng, ngay sau đó nhắm lại hai mắt, lặng lặng lĩnh ngộ lấy. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, mà Thái Hư bọn họ ở thời không nguyên địa truyền tống trận bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy. Làm sao bây giờ, chúng ta đều đã bị thời không nguyên địa đuổi ra ngoài, công tử hắn tại sao còn bên trong? Thần các chủ đều đến thúc nhiều lần, mà Thái Hư biểu tình lo lắng. Tìm đến Tiêu Phàm thế nhưng là thần các chủ a, bọn họ liền Lôi Lăng mặt hàng này đều muốn e ngại ba phần, huống chi so thánh các chủ còn muốn thần bí cùng cường đại thần các chủ đây. Ta đi tìm hiểu một phen, thần các chủ cùng công tử quan hệ rất không tệ, hẳn là sẽ không trách cứ hắn. Phượng Trung Hoàng ngưng tiếng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là hết sức lo lắng. Vừa rồi thần các chủ phái người đã tới, còn có một giờ, nếu như công tử còn không ra, liền làm hắn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Ngọc Thương Lưu lại bổ sung một câu, cau mày. Bọn họ mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nhưng là liền thần các chủ đều như vậy quan tâm, lại tại sao có thể là nhiệm vụ đơn giản đây? Bang, vừa dứt lời, thông hướng thời không nguyên địa đại điện chi môn mở ra, một bóng người dậm chân mà ra. Công tử, Ma Thái Hư ba người cuồng hỉ, bước nhanh nghênh đón. Ba người các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Ma Thái Hư ba người, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ba người khí tức trên thân cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy bọn họ vẫn chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng là bây giờ, vậy mà tất cả đều đạt đến thượng phẩm thánh tôn cảnh giới. Trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới A, đổi lại những người khác, khả năng vài vạn năm đều làm không được. Bất quá, Ma Thái Hư mấy người đúng là thái cổ thế giới vạn năm khó ra thiên tài, từng cái đều là nhân trung long phượng. Hơn nữa, bọn họ ở thời không nguyên địa bên trong tu luyện nửa năm, thế nhưng là tương đương với ngoại giới 1.800 năm, đột phá đến hạ phẩm thánh tôn cảnh, cũng không tính là quá nghịch thiên. Thánh tôn cảnh sức chiến đấu, có lẽ cùng cảnh giới có quan hệ rất lớn, có thể đột phá nguyên tôn cảnh, vậy nhưng lại khác biệt. Bản nguyên tuyệt kỹ cùng bản nguyên chi lực khống chế độ, cái này mới là căn bản. Công tử, thần các chủ phái người đến thúc ngươi nhiều lần. Ma Thái Hư vội vàng nói, bọn họ lưu lại nơi này chờ Tiêu Phàm, vốn là nghĩ cảm kích Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến thần các chủ chuyên phái người tìm đến Tiêu Phàm. Ta đây liền đi. Tiêu Phàm lại là không chút hoang mang, nói, đúng rồi, các ngươi lưu lại nơi này, chờ thí thần trở về sau thay ta đem ngọc phù này cho hắn, đến lúc đó các ngươi nghe chỉ thị của hắn. Là, công tử, ba người mặc dù không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, lại vẫn là không chút do dự đáp ứng xuống.
Đúng rồi, cẩn thận cái kia Lôi Lăng. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, lúc này mới rời đi. Kỳ thật hắn lo lắng nhất vẫn là thí thần lần trước đã bại lộ bản thể thân phận, hắn không tin thiên hoang người không có nửa điểm ý nghĩ. Phải biết, thí thần tổ thú thế nhưng là thần thú trên bảng xếp hạng 10 điểm gần phía trước thần thú A. Một khi trưởng thành đến đỉnh phong, đủ để treo chống một cái đỉnh cấp hào môn vô số năm không ngã. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đã tới thần các. Thần các cực kỳ thần bí, Tiêu Phàm đều không biết làm sao đi, vẫn là chuyên môn có người ở thánh các bên ngoài chờ hắn. Về sau cũng là nhiều lần chuyển hướng, hơn nữa còn trải qua mấy cái truyền tống trận, Tiêu Phàm đều không biết, thần các có phải hay không ở thiên hoang thần thành. Giờ phút này, khắc sâu vào mắt hắn màn chính là một cái chim hót hoa nở, nguyên khí đầy đủ thế giới. Nơi này, tường hòa, yên tĩnh, hoàn toàn không có ngoại giới ồn ào, cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ dạng này thế ngoại đào nguyên, phóng nhãn thái cổ thần giới, cũng 10 điểm hiếm hoi. Tiêu các chủ tại phía trước đợi ngài, ngài tự mình đi tới. Thần các sứ giả 10 điểm khách khí nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn, dựa theo thần các người hầu phương hướng chỉ bay đi, rất mau tới đến trên một cái quảng trường. Quảng trường không lớn, cũng liền mấy 100 trượng chu vi, không biết dùng đá gì lát thành, phía trên còn điêu khắc vô số thần văn, lít nha lít nhít. Tiêu Phàm đối thần văn bản năng có chút hứng thú, nhìn lướt qua phát hiện, cái này thần văn vậy mà hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo truyền tống trận pháp. Lúc này, quảng trường phía trên trưng bày một chiếc thần chu, phía trên có hơn 10 người chờ đợi, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, rất nhiều người không khỏi quăng tới tức giận ánh mắt. Có người càng là lộ ra vẻ cừu hận, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, đế thái ất chính là một cái trong số đó. Lúc trước vây quét Tiêu Phàm người, cũng chỉ có hắn còn sống, đế tử phi, Khương Thái Hư các huynh đệ đều chết ở Tiêu Phàm trên tay. Nếu như đế thái ất dám ở chỗ này động thủ, Tiêu Phàm cũng không để ý giết hắn. Tiêu Phàm, ngươi làm sao mới đến, chúng ta đều đang đợi một mình ngươi. Tà Vũ cười từ một bên đi tới. Gia hỏa này thời gian rất lâu không gặp, trở nên càng thêm cao thâm khó lường. Cái này không phải mới vừa từ thời không nguyên địa đi ra, liền lập tức chạy đến sao? Tiêu Phàm cười cười nói, ánh mắt lại là lơ đãng đảo qua bong thuyền tu sĩ khác. Nhưng hắn kinh ngạc là, trừ bỏ Tà Vũ cùng đế thái ất bên ngoài, còn có không ít người quen. Thánh Nhân Hoàng, Long Vô Mệnh, Đông Phương Diễn, Cơ Trần, Trúc Hồng Tuyết. Thậm chí Khương Ách cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá hắn khoảng cách mọi người rất xa, người khác cũng không dám tới gần hắn. Còn có một đạo để Tiêu Phàm ngoài ý muốn thân ảnh, thậm chí ngay cả Phong Lưu Vân cũng ở trong đó, gia hỏa này vậy mà cũng đột phá thượng phẩm thánh tôn. Về phần những người khác, có chút Tiêu Phàm cảm giác gặp qua, lại không thế nào quen thuộc. Đương nhiên, phần lớn người Tiêu Phàm là xa lạ, bất quá có mấy người mang cho hắn một tia nhàn nhạt áp lực. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không khẩn trương a? Tà Vũ trêu ghẹo cười nói, kỳ thật cũng không trách ngươi, ta mới tới thời điểm cũng có chút khẩn trương a. Những người này, mỗi người đều là thiên hoang cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Tiêu Phàm bĩu môi, ta làm sao không thấy được ngươi có nửa điểm khẩn trương a? Bất quá Tà Vũ phía sau câu nói kia, Tiêu Phàm vẫn là rất tin tưởng, những người này, mỗi người không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy, như Tà Vũ nói, mỗi người đều là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Có thể làm cho quân bách nhẫn bực này nhân vật xưng là nhân vật thiên tài, như thế nào phổ thông thiên tài đây? Này thiên tài nhiệm vụ, là làm cái gì? Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. Có thể khiến cho quân bách nhẫn tụ tập nhiều như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nghĩ đến này thiên tài nhiệm vụ không đơn giản, khó trách quân bách nhẫn trực tiếp đáp ứng nhường hắn về thái cổ thần giới yêu cầu. Đến ngươi sẽ biết, Tà Vũ mê người cười một tiếng, để Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà lên. Lấy hắn đối Tà Vũ hiểu rõ, mỗi khi hắn biểu hiện quái dị thời điểm, khẳng định không có chuyện gì tốt phát sinh. Tốt rồi, người đến đông đủ. Không đợi Tiêu Phàm tiếp tục hỏi thăm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía trống rỗng xuất hiện ở trên bong quân bách nhẫn. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, lần này thiên tài nhiệm vụ, muốn thối lui ra, hiện tại còn kịp. Quân bách nhẫn ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, hoàn toàn không có nửa điểm đối mặt Tiêu Phàm hòa ái thân thiết. Mấy tức về sau,
người ở chỗ này không có một cái nào mở miệng, hiển nhiên, có thể lựa chọn đến, đều không có thối lui ra dự định. Tất nhiên không có người rời khỏi, vậy ta xấu xí nói trước. Quân Bách Nhẫn lời nói có chút lạnh, thậm chí còn mang theo một chút sát khí, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ở đây tu sĩ, mang cho đám người một cỗ rất lớn áp lực. Chỉ chốc lát sau mới nói, ta không quản các ngươi tầm đó có cái gì ân oán cùng cừu hận, nhưng chỉ cần bước lên chiếc này thần chu, vậy các ngươi chính là đại biểu cho thiên hoang, đại biểu cho thái cổ thần giới. Nếu ai dám phía sau đâm đao, hoặc là tính toán người một nhà, đừng trách ta không khách khí, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, thân phận gì, đều không gánh nổi các ngươi, biết không? Đã biết, một đám cấp độ yêu nghiệt nhân vật từng cái ngạo kiều vô cùng, có thể ở trước mặt Quân Bách Nhẫn, bọn họ không dám có nửa điểm ngạo khí. Rất tốt, Quân Bách Nhẫn hài lòng gật đầu, lúc này mới nói, chắc hẳn các ngươi có ít người đã biết rõ, một lần này thiên tài nhiệm vụ là làm cái gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngưng tụ, mặc kệ có biết hay không thiên tài nhiệm vụ người, đều nín thở ngưng thần. Cái này khiến Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, dạng gì nhiệm vụ, lại muốn thần các chủ Quân Bách Nhẫn tự mình dẫn đội đây. Hơn nữa, hắn thượng phẩm pháp tôn, lại mang theo một đám thánh tôn cảnh, lại có thể làm gì? Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, Quân Bách Nhẫn thanh âm lại tiếp tục vang lên. Lần này thiên tài nhiệm vụ mục tiêu là dị ma. Quân Bách Nhẫn lời nói lạnh như băng vang lên, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về biên hoang cổ địa, cùng dị ma nhất phương thiên tài chém giết. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Cái gì gọi là cùng dị ma thiên tài chém giết? Chẳng lẽ chúng ta nhiệm vụ, cũng chỉ là cùng dị ma thiên tài chém giết một trận? Bọn họ những người này, đều thiên hoang điểm này đỉnh cấp thiên tài A, tổn thất một cái là một cái, mà dị ma năng lực sinh sản quá kinh khủng. Vạn nhất dị ma đầu nhập số lớn chiến lực, chỉ bằng bọn họ cái này 40, 50 người, lại có thể lên tác dụng gì chứ? Quân Bách Nhẫn cũng không có quan tâm bọn hắn nghi hoặc, tiếp tục nói, có lẽ các ngươi sẽ nghi hoặc, vì sao các ngươi những cái này thiên tài, muốn cùng dị ma đi liều mạng. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có thể thắng, đối với các ngươi, thậm chí đối thiên hoang, đều có lợi ích to lớn đây, các ngươi có thể hay không đi liều. Chỗ tốt gì, có người nhìn không được mở miệng hỏi. Tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách, Quân Bách Nhẫn cơ hồ gần từng chữ một. Tề có ít người nghe được táng tổ thiên mộ mấy chữ này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây không phải trang kinh ngạc, mà là phát ra từ nội tâm. Tiêu Phàm lại là vẻ mặt mộng bức, nghi hoặc nhìn Tà Vũ nói, cái gì là táng tổ thiên mộ? Hắn thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng nơi này người đến là ai, tự nhiên toàn bộ đều nghe được lời của hắn. Sau một khắc, tất cả mọi người như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như liền táng tổ thiên mộ cũng không biết là địa phương nào, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Ngươi thật không biết, Tà Vũ cũng cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ, có vẻ như có chút mất mặt a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói, ta nhất định phải biết rõ sao. Tà Vũ trợn trắng mắt, đành phải giải thích nói, táng tổ thiên mộ, chính là cửu thiên thập địa nắm chắc mấy chỗ hùng địa một trong, chỉ cần có thể tiến vào bên trong sống sót đi ra, thành tựu tương lai ít nhất có thể đủ đạt tới thượng phẩm pháp tôn, đại bộ phận đều sẽ trở thành thiên tôn. A, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Chí ít đạt tới thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thành tựu thiên tôn, cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này táng tổ thiên mộ, đến cùng là địa phương nào, làm sao sẽ thần kỳ như thế? Nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, người nói táng tổ thiên mộ, có phải hay không cùng cái gì đó huyết u minh một dạng? Người vậy mà biết rõ huyết u minh, không tệ a. Tà Vũ ngược lại là ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bĩu môi, cái gì gọi là ta biết, ta còn đi vào tốt a. Bất quá lời này Tiêu Phàm cho dù nói ra, cũng là không có người tin tưởng. Nói đùa cái gì, huyết u minh loại kia hung địa. Cũng không phải đã bị đào móc táng tổ thiên mộ có thể so sánh, tiến vào bên trong, dù cho thiên tôn cường giả, cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh a. Bọn họ nếu như biết rõ, Tiêu Phàm ở thần vương cảnh thời điểm liền đi vào huyết u minh, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Không sai, táng tổ thiên mộ cùng huyết u minh một dạng, đều là có tiếng cấm kỵ chi địa. Tà Vũ tiếp tục giải thích nói, một lần này, chúng ta cũng phải tranh thủ cầm một cái tư cách.
Một bên không ít người khinh thường nhìn Tà Vũ một cái, hiển nhiên, bọn họ cũng không tin, Tà Vũ cùng Tiêu Phàm có tư cách tiến vào táng tổ thiên mộ. Quân các chủ, như thế nào mới được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách đây? Có người mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt lần nữa tề tụ ở quân Bách Nhẫn trên người. Các ngươi cái này 48 người, mỗi 4 người làm một tổ, sẽ bị chia 12 cái đội ngũ. Quân Bách Nhẫn cũng không có giấu giếm, hiện tại chính là cho bọn hắn giải thích nghi hoặc thời gian. Dừng một chút, lại nói, đến lúc đó, các ngươi sẽ tiến vào thần chiến cổ địa, mỗi cái đội ngũ đều sẽ có một khối tư cách lệnh bài, đồng dạng, dị ma nhất phương đội ngũ, cũng sẽ có đồng dạng tư cách lệnh bài. Mục tiêu của các ngươi chính là, chém giết dị ma nhất phương đội ngũ, thu hoạch tư cách lệnh bài, cuối cùng, trên người tư cách lệnh bài nhiều nhất 3 chi đội ngũ. Trong đó đội viên có thể tiến vào táng tổ thiên mộ. Đám người trong nháy mắt hiểu được, muốn đi vào táng tổ thiên mộ, cái kia chỉ có đoạt được 3 hạng đầu. Cái kia dị ma một phương, lại có bao nhiêu đội ngũ đây? Mỗi một chi đội ngũ lại có bao nhiêu người? Tà Vũ lớn tiếng hỏi. Dị ma một phương, mỗi chi đội ngũ cũng là 4 người, bất quá, bọn họ có được 60 chi đội ngũ. Quân Bách Nhẫn hít sâu một cái nói. Đám người nghe vậy. Sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ mới thập nhị chi đội ngũ, mà dị ma một phương lại nhiều đến 60 chi đội ngũ, cái kia nhưng là bọn họ gấp 5 A. Bọn họ những người này không cho phép tự giết lẫn nhau, cái kia dị ma khẳng định cũng là như thế. Đến lúc đó, bọn họ mỗi chi đội ngũ phải đối mặt, nhưng chính là 5 nhánh dị ma đội ngũ A. Chỉ là suy nghĩ một chút, áp lực này liền rất lớn. Ta biết các ngươi có rất lớn áp lực. Nhưng chúng ta không tham gia, thì tương đương với từ bỏ tư cách, có thể mặt khác cửu thiên thập địa đồng dạng sẽ tham gia. Quân Bách Nhẫn thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường, nói câu khó nghe, các ngươi dạng này thiên tài, nơi này tất cả mọi người cộng lại, cũng không có một cái nào thiên tôn cường giả trọng yếu. Các ngươi có thể sẽ chết ở trên chiến trường, có thể chỉ cần chúng ta có một đội tiến vào 3 vị trí đầu, có một người có thể từ táng tổ thiên mộ bên trong sống sót đi ra. Liền có thể tạo nên một cái thiên tôn, các ngươi sẽ còn cảm thấy không đáng sao. Quân Bách Nhẫn lời nói rất tàn khốc, nhưng là, đám người lại không thể không thừa nhận. Một cái thiên tôn cường giả, so với bọn hắn 48 người muốn tôn quý nhiều, đây chính là trấn áp dị ma nhất phương chủ lực A. Dù là có một tia hy vọng, bọn họ đều không nên từ bỏ. Đây cũng là thiên hoang nguyện ý tổ chức 48 người tham gia thiên tài nhiệm vụ nguyên nhân. Bởi vì thiên hoang tin tưởng, những người này, sẽ có người có thể còn sống trở về. Đám người một mảnh yên lặng, ai cũng không có mở miệng, tâm tình có chút trầm trọng. Các chủ, đội ngũ lệnh bài có thể chuyển nhượng sao? Tiêu Phàm hỏi, chúng ta thập nhị chi đội ngũ, nếu như tập hợp đủ ở một chi đội ngũ bên trên, vẫn là có cơ hội tranh đoạt trước 3. Lệnh bài có thể chuyển nhượng, Quân Bách Nhẫn nhàn nhạt hồi đáp. Đám người ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, đám người lại bị Quân Bách Nhẫn tưới một chậu nước lạnh, bất quá, không có lệnh bài đội ngũ, đối phương có thể vô điều kiện gạt bỏ, đến lúc đó, lão hủ cũng không bảo vệ được các ngươi. Đám người bỗng nhiên rụt rụt đầu, không có lệnh bài, liền muốn giết không tha. Cái này căn bản là không cho chuyển nhượng A, cái gì cầu thí quy củ, trừ phi những người kia đều rất ngu xuẩn, mới có thể làm sự tình này. Có người nổi giận mắng. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhưng mà, Quân Bách Nhẫn lại là cười lạnh một tiếng, nói có thể chuyện ngu xuẩn như vậy, đã có người làm qua. Làm sao có thể, đám người trước tiên phản bác. Chủ động chuyển nhượng lệnh bài sự tình này, làm sao có thể có người trở về làm, đây chính là muốn chết người A. Chẳng lẽ những người kia tự sát tập thể sao? Nhưng mấu chốt là, cho dù người tự sát tập thể, đem lệnh bài cho một chi đội ngũ này người tiến vào táng tổ thiên mộ, cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra A. Đến lúc đó, những cái kia tự sát người, chẳng phải là chết vô ích. Nhưng mà, tiếp xuống Quân Bách Nhẫn một câu, lại là để tâm thần mọi người run rẩy dữ dội, chỉ thấy Quân Bách Nhẫn nói, làm cái này chuyện ngu xuẩn chính là Vô Lượng Thiên, lúc trước bọn họ tại cửu thiên thập địa bên trong xếp hạng cuối cùng, hiện tại, xếp hạng đệ tam. Đám người á khẩu không trả lời được, lưu lại chỉ có chấn kinh. Ai cũng không dám lại cho rằng tranh đoạt tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách mà tự sát là chuyện ngu xuẩn. Người ta là làm một chuyện ngu xuẩn,
nhưng lại từ xếp hạng cuối cùng, trở thành cửu thiên thập địa đệ tam. Nếu như bọn họ cái này còn ngu xuẩn, đoán chừng cửu thiên thập địa tất cả mọi người nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trầm mặc sau một hồi lâu, lại có người nâng nhấc tay, hỏi, quân các chủ, nếu quả thật có thể nếu như vậy, cái kia hoàn toàn có thể tổ chức một nhóm tử sĩ, rất nhiều đại gia tộc đều có dạng này tử sĩ. Không ít người tán đồng gật đầu, trong bọn họ thì có con em đại gia tộc, rất rõ ràng trong nhà nuôi dưỡng tử sĩ. Nếu như hơn 10 cái tử sĩ tính mệnh, có thể thu hoạch được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách, cái kia hoàn toàn đáng giá. Tử sĩ là không sợ chết, nhưng bọn họ đều là thiên tài sao? Có thể bảo hộ cái kia duy nhất một chi thiên tài đội ngũ, từ dị ma 60 chi đội ngũ vây giết phía dưới sống sót sao? Quân Bách Nhẫn lạnh lùng nói. Thanh âm của người kia đột nhiên ngừng lại, những người khác cũng giống như bị trọng kích một dạng. Đúng vậy a, tử sĩ là không sợ chết, nhưng bọn hắn không có khả năng mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, thực lực không có khả năng mạnh tới đâu. Coi như bọn họ kiểu tự sát công kích, cũng căn bản diệt không hết dị ma nhất phương đội ngũ, lại thế nào cam đoan duy nhất một chi thiên tài đội ngũ sống đến cuối cùng đây. Bọn họ nơi này có thập nhị chi đội ngũ, quân Bách Nhẫn cũng không thể cam đoan bọn họ có thể sống sót bao nhiêu. Nếu như chỉ có một chi thiên tài đội ngũ đi vào, mặt khác đều là tử sĩ, đoán chừng chỉ có bị dị ma giết sạch giết hết phần, lại làm sao có thể thu hoạch được táng tổ thiên mộ tư cách đây. Đám người giờ mới hiểu được, này thiên tài nhiệm vụ, xâm không được nửa điểm giả, trừ phi bọn họ đều không muốn sống. Cho nên ta phía trước câu nói kia, các ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào chiến trường, các ngươi đều là thiên hoang người, ai nếu tự giết lẫn nhau, đừng trách lão hủ không khách khí. Quân Bách Nhẫn lại cường điệu qua một lần. Đám người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn họ chỉ có thập nhị chi đội ngũ, vốn là chiếm cứ hạ phong. Lúc này nếu như còn tự giết lẫn nhau, đây chẳng phải là yếu bớt bản thân lực lượng sao? Mà yếu bớt bên mình thực lực, thì tương đương với cho dị ma một phương diệt cơ hội giết bọn họ, loại chuyện này, xác thực không nên làm. Tiêu Phàm, Long Vô Mệnh, Đế Thái Ất, các ngươi đã nghe chưa? Lúc này, quân Bách Nhẫn lại bổ sung một câu. Ba người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng gật gật đầu, biết rõ. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ im lặng, ngươi điểm ta tên làm cái gì, chẳng lẽ ta Tiêu Phàm là không biết nặng nhẹ người sao? Ngược lại là Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất, thật có khả năng ứng phó hắn. Tốt rồi, hiện tại các ngươi bốn người một tổ, tự động tổ đội, không tổ tốt đội, quay đầu ta lại an bài, sau nửa canh giờ xuất phát. Quân Bách Nhẫn quát khẽ một tiếng, liền không thấy bóng dáng. Thần Chu phía trên, theo quân Bách Nhẫn rời đi, đám người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tiêu Phàm, lần này tính là ngươi hảo vận, chờ thiên tài nhiệm vụ kết thúc sau, tất sát ngươi. Đế Thái Ất sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này thiên tài nhiệm vụ có chút không thú vị, nếu là có thể giết chút người tốt bao nhiêu a? Tiêu Phàm cười đáp lại. Đế Thái Ất thật sự cho rằng đột phá thượng phẩm thánh tôn, liền vô địch thiên hạ sao? Tiểu gia mặc dù vẫn chỉ là trung phẩm thánh tôn, nhưng thật muốn chiến đấu, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Hừ, Đế Thái Ất lạnh rên một tiếng, đi đến Long Vô Mệnh một bên, nói, Long huynh, người ta một đội làm sao? Tốt, Long Vô Mệnh ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là đáp ứng thời điểm, dư quang khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái, lần trước bị Tiêu Phàm tính toán. Hắn ở Long gia địa vị nhận lấy dao động, cái này khiến hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Lần này cho dù không thể động thủ giết Tiêu Phàm, có thể nếu là có thể liên thủ Đế Thái Ất, về sau ứng phó Tiêu Phàm cũng phải dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy, Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hợp thành đồng minh. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, bên cạnh Tà Vũ lại là có chút nóng nảy, lôi kéo một cái bạch y tu sĩ nói, huynh đệ, nếu không chúng ta tổ một đội. Xin lỗi. Ta đã có đội ngũ, bạch y tu sĩ mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt. Cái này khiến Tà Vũ càng thêm gấp gáp, phàn nàn nói, Tiêu Phàm, lần này phiền toái, đoán chừng không có người nguyện ý cùng ta tổ đội, người đoán chừng cũng kém không nhiều, chẳng lẽ chúng ta liền hai người một đội ngũ. Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Tà Vũ lời nói, mà là hướng về bên cạnh trong khắp ngõ ngách đi đến. Nơi đó, một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh lẳng lặng đứng ở cái kia. Có vẻ hơi cô độc, thậm chí không hợp nhau. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được,
mọi người nhìn về phía nàng này ánh mắt, tràn đầy chán ghét. Thời gian dài như vậy, vậy mà không có người nào mời nàng tổ đội, đương nhiên, đây cũng là bởi vì rất nhiều người sớm đã nghĩ kỹ đội ngũ của mình thành viên. Đã lâu không gặp, Tiêu Phàm đi đến nữ tử bên người, cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham gia thiên tài nhiệm vụ. Nữ tử lãnh đạm nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, hắn còn nhớ mình vừa mới gặp gỡ đối phương thời điểm, giữa hai bên chênh lệch nhất định chính là nhất thiên nhất địa. Nhưng mà, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiêu Phàm vậy mà đuổi kịp bước tiến của nàng, khó trách nữ tử sẽ nói như vậy. Trúc Hồng Tuyết, đội ngũ chúng ta chỉ có hai người, ta xem ngươi bây giờ liền một người, nếu không, chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Trúc Hồng Tuyết nhìn Tiêu Phàm một cái, lại liếc qua Tà Vũ, cuối cùng gật đầu một cái, xem như đáp ứng Tiêu Phàm đề nghị. Nha, một đám làm cho người ta chán ghét rác rưởi, vậy mà tiến tới với nhau. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Tiêu Phàm nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ vị trí, trên người sát ý như ẩn như hiện. Trúc Hồng Tuyết lại xem như cái gì đều không nghe được, quay đầu nhìn về phía thần chu phía dưới. Tiêu Phàm, đây là Lâm gia thiên tài Lăng Thiên Cảnh, nghe nói đã từng là Trúc Hồng Tuyết vị hôn phu, về sau Trúc gia hủy diệt, Lâm Thiên Cảnh chủ động hủy hôn ước. Tà Vũ cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, xem như nhớ kỹ chương này khuôn mặt. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn ở chỗ này cửu nhân, có vẻ như không chỉ Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất, hiện tại lại thêm một cái. Hơn nữa vô cùng có khả năng còn có càng nhiều, dù sao hắn đắc tội đại gia tộc cũng không ít, bây giờ bậc này thiên tài nhiệm vụ, các người của đại gia tộc khẳng định đều sẽ tham gia. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ánh mắt lại nhìn bốn phía, lại là phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hợp thành bốn người đội ngũ. Chỉ có bọn họ, bây giờ còn kém một người. Tiêu Phàm dư quang đột nhiên liếc nhìn một cái góc bên trong, nơi đó một đạo cô ảnh xếp bằng ở bong thuyền. Đưa lưng về phía bọn họ, tựa như không thuộc ở cái thế giới này. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm chủ động hướng về thân ảnh kia đi tới, rất nhiều người không khỏi nhíu mày. Đây không phải là Khương Ách sao, tiểu tử này tự tìm cái chết, lại dám tới gần Khương Ách. Có người kinh ngạc hết sức. Ngoài ra còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là... Tiêu Phàm đi đến Khương Ách bên người, vỗ vỗ Khương Ách bả vai, sau đó cũng ngồi xuống, một điểm cái rắm sự tình đều không có. Làm sao có thể, Khương Ách không phải thiên ách chi thể sao? Khương Ách ngồi ở kia, không nghĩ tới sẽ có người tới gần hắn, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, bờ vai bên trên đột nhiên truyền đến bàn tay đụng vào cảm giác, cái này khiến hắn dọa cho phát sợ. Khương Ách vội vàng lui lại, nhưng làm hắn thấy rõ ràng người tới lúc. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, Tiêu Phàm, là ngươi. Chúng ta đội ngũ, còn kém một người. Tiêu Phàm cười cười, mời nói, không biết ngươi có hay không đội ngũ, hoặc là đối đội ngũ chúng ta có hứng thú hay không. Tiêu Phàm, nơi xa, Tà Vũ nổi da gà đều dọa đi ra. Nói đùa cái gì, coi như bọn họ một đội này ba người cũng tốt à, tại sao phải mời Khương Ách đây? Cho dù Trúc Hồng Tuyết, cũng cảm giác toàn thân không thích ứng. Vừa rồi bản thân liền không nên đáp ứng Tiêu Phàm. Nếu là cùng Khương Ách đi quá gần, đến lúc đó vận rủi không ngớt, muốn từ dị ma trong tay sống sót, nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Nguyên bản cái trò chơi này bọn họ cảm thấy chỉ là hơi khó khăn hình thức, nhưng là, nếu như Khương Ách gia nhập, trong nháy mắt liền sẽ trở thành địa ngục hình thức. Bọn họ nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên ai cũng không có mời Khương Ách. Thậm chí có nhóm người trước còn đưa ra, Khương Ách liền không nên tham dự thiên tài nhiệm vụ, đây quả thực là để bọn hắn đi chịu chết. Về sau, quân Bách nhẫn lực bài chúng nghị, để Khương Ách lưu lại. Ngươi mời ta, Khương Ách kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một cái tay kinh ngạc chỉ mình. Hắn đã bị quân Bách nhẫn nhắc nhở qua, lần này tiến vào biên hoang chiến trường, vô cùng có khả năng hắn là một người họp thành đội, khả năng rất lớn không có đồng đội. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, vậy mà lại có người chủ động mời hắn. Đúng, ta mời ngươi, Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Không phải hắn không rõ sở thiên ách thân thể uy lực khủng bố,
nhưng hắn rõ ràng hơn, thiên ách chi thể chỉ cần dùng đúng địa phương, đối với địch nhân mà nói càng kinh khủng. Liền tử thiên y loại kia thiên khí chi nhân, đều có thể chôn giết một mảng lớn, lại càng không cần phải nói thiên ách chi thể. Thế nhưng là, Khương Ách thở sâu, áp chế nội tâm vui sướng, nhìn về phía xa xa Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết. Các ngươi có ý kiến sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Tà Vũ rất muốn nói có, nhưng cuối cùng vẫn nhún nhún vai, xem như không nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Hắn là không chịu thua chủ, dựa vào cái gì ngươi Tiêu Phàm không sợ, ta Tà Vũ liền phải sợ đây. Cùng lắm thì ta không tới gần Khương Ách là được rồi, ta liền không tin, lão tử sẽ xui xẻo như vậy. Ta không có, Trúc Hồng Tuyết do dự mấy tức, vẫn gật đầu nói, nàng từ Khương Ách trên thân, thấy được cái bóng của mình. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đều là bị người chán ghét người, nếu như mình cự tuyệt Khương Ách, chẳng phải là cùng những cái kia chán ghét mình người một dạng đây. Hoan nghênh gia nhập, Tiêu Phàm duỗi ra một bàn tay. Khương Ách thân hình khẽ run, đường đường thánh tôn cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào. Có bằng hữu cảm giác, thật tốt. Cảm ơn ngươi, Tiêu Phàm. Khương Ách hít sâu một cái nói. Bộp một tiếng, hai bàn tay giữ tại cùng một chỗ, sau một khắc, cả chiếc thần chu đều mãnh liệt run một cái. Xa xa tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng Khương Ách nắm trong hai tay, có chút cảm thấy không chân thực. Khương Ách không phải người gặp người sợ thiên ách chi thể sao, dù cho pháp tôn cảnh cường giả, cũng không dám tới gần hắn a. Tiêu Phàm sao không sợ hắn đây? Đám người nghĩ không hiểu, bất quá bọn hắn lại không thế nào xem trọng Tiêu Phàm bọn họ một đội này. Bốn người này, vô luận cái nào, đều là làm người ta ghét người, dạng này bốn người tổ hợp lại với nhau, nhất định sẽ để người kính sợ tránh xa. Nếu như gặp gỡ dị ma, những người khác có thể chưa hẳn nguyện ý giúp bọn họ, đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ chết càng nhanh. Đội ngũ chia xong sao? Đang lúc đám người trong lòng cười lạnh thời khắc, quân Bách Nhẫn đi mà quay lại, xuất hiện ở trên bong thuyền. Bên cạnh hắn, còn đứng hai đạo bóng người, trong đó một cái là Lý Đạo Lâm, còn có một cái Tiêu Phàm chưa thấy qua, bất quá hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương sâu không lường được khí tức. Sau đó quân Bách Nhẫn liếc mắt nhìn đám người, phát hiện 48 người, đã chia làm thập nhị chi đội ngũ, lúc này mới hài lòng nói, đã các ngươi bản thân chia xong, vậy liền tốt nhất. Đội thứ nhất, Tiêu Chiến Phong làm đội trưởng, đội viên vì. Quân Bách Nhẫn vừa nhìn về phía một cái tổ bốn người hợp, ném cho trong đó một cái người một khối cực kỳ đặc thù lệnh bài. Người của Tiêu gia, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tiến vào thiên hoang đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam đại thế tộc người của Tiêu gia. Cái này gọi là Tiêu Chiến Phong người nhìn qua tuổi tác không lớn, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ mạnh, mang cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt áp lực. Tiêu Phàm đối Tiêu Chiến Phong chỉ có ba chữ đánh giá, không đơn giản. Đội thứ hai, Thần Chân Võ làm đội trưởng. Đội thứ ba, Ninh Thiếu Hoàng làm đội trưởng. Đội thứ tư, Long Vô Mệnh làm đội trưởng. Đội thứ chín, Tiêu Phàm làm đội trưởng, đội viên Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách. Quân Bách Nhẫn niệm đến Tiêu Phàm tên của bọn hắn lúc, ném cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài. Tiêu Phàm nắm lệnh bài trong tay, có một loại sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn thử nghiệm dùng sức mạnh chấn động, phát hiện lệnh bài này vậy mà không chút tổn hao nào. Cái này không biết dùng cái gì chế tạo đồ vật, thật đúng là không đơn giản. Quân Bách Nhẫn tuyên bố xong 12 đội danh tự, lúc này mới nói cái này tham chiến lệnh bài đó là dùng thời không giới vân thạch chế tạo, không cách nào để vào những không gian khác, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, bất kể như thế nào, cũng không thể vứt bỏ, trừ phi các ngươi chết. Là... Đám người kiên định gật đầu. Không thấy lệnh bài, cũng sẽ bị dị ma gạt bỏ, một khối này lệnh bài, phía trên buộc lên bốn người tính mệnh. Nắm lệnh bài người, đột nhiên cảm giác có chút trầm trọng. Lệnh bài này, ai tới đảm bảo? Tiêu Phàm nhìn về phía ba người nói, hắn cảm thấy mình cầm lệnh bài không an toàn. Trúc Hồng Tuyết không nói, nàng căn bản không có muốn cầm lệnh bài ý tứ. Ngược lại là Tà Vũ, do dự mấy thức về sau. Đột nhiên nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng Khương Ách nói, ta cảm thấy, thứ này ở trong tay Khương Ách tốt nhất. Ta không được. Khương Ách liền vội vàng lắc đầu, hiền lành hắn, nơi nào sẽ đem người khác mệnh nắm ở trong tay bản thân. Khương Ách, lệnh bài ngươi tới đảm bảo an toàn nhất.
Tiêu Phàm lại là không chút do dự đem lệnh bài giao cho Khương Ách, nói, người đừng có quá nhiều gánh vác, cái này không chỉ có liên quan đến tính mạng của chúng ta, cũng liên quan đến chính ngươi. Cảm nhận được Tiêu Phàm mãnh liệt tín nhiệm, Khương Ách gật gật đầu, trịnh trọng nói, các ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem lệnh bài cướp đi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ba người đều cười. Từ trong tay ngươi đem lệnh bài cướp đi, trừ phi đối phương chán sống, bằng không ai lại dám tới gần ngươi. Những người khác cũng trong nháy mắt hiểu được, nguyên bản nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt chán ghét, đột nhiên trở nên có chút hâm mộ. Có Khương Ách cái này thiên ách chi nhân, Tiêu Phàm bọn họ có vẻ như tỷ lệ sống sót so với bọn hắn cao hơn a. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, lên đường. Quân Bách Nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, sau đó vung cánh tay lên một cái. Chỉ một thoáng, thần chu trong nháy mắt lơ lửng mà lên, phía dưới trên quảng trường thần văn cũng giống như sống lại. Mấy tức về sau, trận pháp khởi động, thần chu bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm không nghĩ tới, cái kia trên quảng trường thần văn vậy mà không phải thông thường truyền tống trận, mà là thời không khiêu dược đài. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thần chu đã xuyên qua vô số thế giới, tiến nhập khác một vùng không gian. Thần chu bên trên bầu không khí có chút khẩn trương, mỗi người đều gác giáo đại chiến, nghĩ đến sắp đối mặt dị ma thiên tài, bọn họ nội tâm khó có thể bình tĩnh. Bọn họ thường ngày giao chiến dị ma, thực lực có lẽ không cao. Nhưng là, bọn họ rất rõ ràng, những cái kia dị ma chẳng qua là nhất không có thiên phú, mới có thể bị dị ma phái tới tiền tuyến trấn thủ ma quật. Mà thiên tài chân chính, đều là đang cao cấp ma quật, tựa như U Vân vực chờ cửu đại ma vực. Thậm chí, Quân Bách Nhẫn nói cho bọn hắn, một lần này biên hoang cùng đi săn, đại bộ phận thiên tài đều đến từ thiên hoang đối thủ lớn nhất, Thái Nhất Thánh Giới. Thái Nhất Thánh Giới, thế nhưng là thiên hoang đối mặt một tòa duy nhất cửu tinh ma quật, trong đó có không ít thiên tôn cường giả tỏa chấn. Thiên hoang đối mặt Thái Nhất Thánh Giới phía dưới 9 tòa bát tinh ma quật, liền đã đau đầu. Nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự, cũng là bởi vì Thái Nhất Thánh Giới vẫn không có đại quân tiến công thiên hoang dự định. Bằng không mà nói, thiên hoang có lẽ sớm đã luân hãm cũng chưa biết chừng. Thần chu từ thời không khiêu dược đài truyền tống tốc độ rất nhanh, 3 ngày sau rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Phàm từ Quân Bách Nhẫn nơi đó biết được, bọn họ vậy mà đi tới Thái Nhất Thánh Giới bên ngoài, bát tinh ma quật ở giữa một vùng đất cổ xưa. Nơi này, có thiên hoang thiên tôn cường giả tỏa chấn, thời khắc chú ý đến Thái Nhất Thánh Giới động tĩnh. Có được thời không cổ la bàn, Tiêu Phàm rất rõ ràng, bọn họ bây giờ đã tiếp cận nhất hình tròn nhất giải đất trung tâm, chỉ cần vượt qua Thái Nhất Thánh Giới, liền sẽ đạt tới hình tròn trung tâm nhất. Nơi đó mới là dị ma chân chính thánh địa, chi phối lấy 19 phiến ma giới. Cửu thiên thập địa thật đúng là vô cùng mênh mông a, bất quá có những cái này thời không khiêu dược đài, dị ma muốn giết vào thái cổ thần giới, cũng căn bản không phải cần bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Các ngươi đã tới, thần chu vừa mới dừng lại, đột nhiên, hư không gặp được không giải thích được thanh âm vang lên, thần chu phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen rất mơ hồ, thấy không rõ chân chính khuôn mặt. Gặp qua Minh Tôn đại nhân, đám người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Đạo Lâm cùng bên cạnh thần các cường giả đột nhiên đồng thời cung bái nói. Minh Tôn, đám người thần sắc ngưng tụ, có thể phong hào tôn giả, chí ít cũng là thượng phẩm pháp tôn a, trước mắt bóng đen, là thượng phẩm pháp tôn, vẫn là thiên tôn đây. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Quân Bách Nhẫn cũng không có hành lễ. Ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói, Minh Tôn, bọn họ bên kia chuẩn bị thế nào? Có một cái tin xấu. Minh Tôn đột nhiên ngữ khí ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc ngưng tụ, để bậc này cường giả đều cảm thấy là tin tức xấu, vậy khẳng định là hỏng tới cực điểm. Cái gì tin tức xấu? Quân Bách Nhẫn lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm bất an. Dị ma một phương, không chỉ có 60 chi đội ngũ, mà là gia tăng đến 120 nhánh. Minh Tôn hít sâu một cái nói. Lời này vừa nói ra, đám người bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cái này nào chỉ là tin tức xấu, nhất định chính là để người tuyệt vọng tin tức a. Nguyên bản dị ma một phương 60 chi đội ngũ, bọn họ đều muốn lấy một đệ ngũ, loại chiến đấu này, có thể sống sót dĩ nhiên rất gian nan, nhưng ít ra còn có hy vọng.
Nhưng hiện tại, dĩ ma đội ngũ vậy mà tăng lên gấp 1, đây quả thực là để bọn hắn đi chịu chết sao? Lấy một địch 10, hơn nữa còn là thiên tài cấp nhân vật, nhưng không có vượt giai năng lực chiến đấu. Đây căn bản cũng không phải là công bình chiến đấu. Trong chớp mắt, mỗi cá nhân trên người thừa nhận áp lực đều tăng lên không ít. Hỗn trướng đồ chơi, thật coi ta thiên hoang dễ khi dễ. Quân Bách Nhẫn cũng giận tím mặt, tức giận nói, đừng nói cho ta, các ngươi đáp ứng. Không sai, Minh Tôn gật gật đầu, không có giấu giếm. Vì sao, quân Bách Nhẫn trong lòng kìm nén vô tận lửa giận, tùy thời đều có thể bộc phát. Cái này khiến Tiêu Phàm đối quân Bách Nhẫn thực lực lại có một cái tiệm nhận thức mới, dám theo Thiên Tôn cường giả tức giận, hắn thật chỉ là thượng phẩm pháp tôn sao. Thiên Tôn, đây là Tiêu Phàm đối quân Bách Nhẫn thực lực một lần nữa tính ra, chỉ là, nếu như quân Bách Nhẫn là Thiên Tôn mà nói, lúc trước hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chiếm cứ vạn thánh vân giới A. Nhưng hắn vì sao không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là cùng bản thân đàm phán đây? Có lẽ... hắn mới thật sự là vì thiên hoang người A. Tiêu Phàm trong lòng đối quân Bách Nhẫn ấn tượng đã xảy ra rất lớn cải biến. Táng tổ thiên mộ lần này mở ra sau, liền sẽ biến mất khỏi thế gian, mà dị ma nắm trong tay tiến vào táng tổ thiên mộ chìa khóa, bọn họ nghĩ thừa dịp cơ hội cuối cùng vớt một cái. Minh Tôn trầm giọng nói. Bọn họ vẫn là trước sau như một dã tâm bừng bừng A. Quân Bách Nhẫn lạnh giọng nói, hắn biết rõ. Chuyện này đã là không cách nào cự tuyệt. Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi cho chúng ta tranh thủ được cái gì? Đệ nhất, chúng ta thiên hoang đi vào trước thần chiến cổ địa. Minh Tôn nói ra, thường ngày không chính là chúng ta đi vào trước sao? Quân Bách Nhẫn ngữ khí càng ngày càng lạnh, đây coi là cái quái gì, tất yếu đi tranh thủ sao? Trước kia tiến vào thần chiến cổ địa, là tùy cơ truyền tống, lần này tiến vào, bọn họ có thể cùng nhau tiến vào. Minh Tôn lại giải thích một câu. Quân Bách Nhẫn lúc này mới gật gật đầu, thiên hoang thập nhị chi đội ngũ cùng nhau tiến vào, đến lúc đó liên hợp lại cùng nhau, chỉ cần không muốn phân tán ra, vậy sẽ không sợ bị bình thường dị ma vây giết. Cho nên, các người đi vào thời điểm, tốt nhất đừng quá phân tán, chỉ có liên hợp lại cùng nhau, các người cơ hội sống sót mới có thể càng lớn. Minh Tôn lời này là đối thập nhị chi đội ngũ nói. Đám người trầm mặc, dù vậy. Bọn họ cũng không coi trọng thập nhị chi đội ngũ, có thể chiến thắng 120 chi đội ngũ. Tiền bối, không biết tiến vào cái gì đó thần chiến cổ địa, đồng thời có thể tiến vào bao nhiêu chi đội ngũ. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Nhiều nhất có thể có 6 chi đội ngũ đồng thời tiến vào. Minh Tôn không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng là biết rõ Tiêu Phàm bọn họ thừa nhận áp lực rất lớn, bằng không mà nói. Hắn lại làm sao có thể cùng một cái trung phẩm thánh tôn cảnh giải thích đây? Tiêu Phàm, người nghĩ gì thế? Tà Vũ thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, cười nói, không có gì. Điểm thứ hai, cũng không tính là chúng ta tranh thủ được, nhưng là, một lần này có thể tiến vào táng tổ thiên mộ đội ngũ, tăng lên 2 cái danh ngạch, nói cách khác, tổng cộng có 5 chi đội ngũ có thể được tư cách. Minh Tôn tiếp tục nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Một lần này thần chiến cổ địa rất nguy hiểm, có lẽ các ngươi đại bộ phận sẽ chết ở bên trong, nhưng là, cái này cũng là cơ duyên của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể có được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách, quay đầu bản tôn tự mình nói cho hắn tiến vào táng tổ thiên mộ một chút kinh nghiệm. Đám người nghe vậy, đối cái này Minh Tôn càng ngày càng kính sợ lên. Khó trách đối phương cường đại như thế, nguyên lai Minh Tôn là từng tiến vào táng tổ thiên mộ người. Là... mọi người lòng tin tựa như lại tăng trở lại rất nhiều. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, nhất định phải cho ta sống xuống dưới. Quân Bách Nhẫn nhìn qua những người này, đáy mắt chỗ sâu có một chút không đành lòng, bất quá vẫn là quát lớn, hiện tại, theo ta đi. Đám người tâm tình 10 phần nặng nề, nghĩ đến lấy một địch 10, đám người thì có loại buông tha ý nghĩ. Thế nhưng là, táng tổ thiên mộ danh ngạch quá mê người. Bọn họ dĩ nhiên từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể lại có bao nhiêu người có thể đủ đi đến sau cùng đây. Có bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên tài, lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, về sau lại phai mờ tại chúng, dạng người này nhiều lắm. Bọn họ nếu như bình thường tu luyện, cũng chưa chắc không thể trở thành thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Nhưng là, hy vọng như thế, quá xa vời. 48 người,
cũng chưa chắc có thể có một người đạt tới. Nhưng mà, chỉ cần lấy được táng tổ thiên mộ danh ngạch, bọn họ thì tương đương với sớm khóa chặt thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn danh ngạch, ai cũng cự tuyệt không được dạng này tạo hóa cùng cơ duyên. Thời gian trôi qua, quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn che chở thần Chu xuyên qua tinh hà, giáng lâm ở một mảnh bên trong chiến trường cổ xưa. Trong chiến trường, từ đá to lớn dựng thành một cái đơn sơ bình đài, đứng đấy mấy trăm tu sĩ, mỗi cá nhân trên người đều ngạo khí trùng thiên. Theo thiên hoàng tu sĩ đến, đám người cũng biến thành táo động, nghiền ngẫm cùng khiêu khích nhìn về phía thần Chu vị trí, rất nhiều người càng là sát khí ngút trời, nếu như có thể động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự. Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được những cái kia trên người nhuệ khí cùng cường thế, lông mày cũng nhíu chặt hơn. Dị ma thiên tài, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sắc mặt âm trầm. Dị ma một phương, tổng cộng 120 chi đội ngũ, cũng chính là 480 người, có thể cái này 480 người, từng cái đều là tam tinh ma tôn. Đội hình như vậy, phóng nhãn thiên hoang, cũng chưa chắc không thể cầm ra được. Nhưng mấu chốt là, đối phương cũng đều là thiên tài cấp nhân vật, mỗi người cũng có vượt giai khiêu chiến phổ thông hạ phẩm nguyên tôn thực lực. Minh tôn, thiên hoang vậy mà nhường ngươi dẫn người đến, chẳng lẽ là nghĩ để những người này chết không nhắm mắt sao? Thần Chu vừa mới rơi xuống, đối phương một cái nam tử khôi ngô lập tức mở miệng cười nhạo nói. Mặc dù nhìn như đang cười nhạo Minh tôn, trên thực tế cũng là ở đả kích thiên hoang tu sĩ ngạo khí. Vân tôn, loại này miệng lưỡi chi tranh, có ý tứ sao? Minh tôn lạnh lùng hồi phục. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng áp lực xác thực rất lớn, nếu như thiên hoang tu sĩ chịu không được áp lực này, 8-9 phần 10 thật muốn chết không nhắm mắt. Vân tôn, trong đám người Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự, lại là hơi sững sờ. Đây không phải là bát tinh ma quật U Vân vực vực chủ, Vân ma tôn sao? Lần trước hắn đã giết Vân ma tôn tôn nhi huyết kiếp ma tôn. Vân ma tôn hình chiếu dáng lâm huyết hồn kiếp hải, cuối cùng lại bị Lâu Ngạo Thiên điều động kiếm chủng lực lượng chém giết. Nhìn thấy Vân ma tôn, Tiêu Phàm không khỏi rụt cổ một cái, không dám nhìn thẳng, tựa như sợ nhận ra được một dạng. Ha ha, 48 người, ta thánh tộc thiên tài mỗi người ói một hớp nước miếng, là có thể đem bọn họ chết đuối. Vân tôn ngửa mặt lên trời cười to, người xem, các ngươi đích thiên tài, dọa đến như là gà con. Nói xong. Dị ma nhất phương thiên tài, lập tức cười to không thôi, trong tiếng cười đều là trào phúng và khinh thường. Minh tôn không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về hậu phương nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm biểu tình khiếp đảm. Hắn nội tâm oán thầm, quân Bách Nhẫn đều mang liên hệ thế nào a? Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh thiên hoang tu sĩ cũng khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, người bình thường không phải rất hoành sao. Làm sao hôm nay nhát gan như vậy như chuột, nhất định chính là bại hoại. Hỏng ta thiên hoang khí thế. Quân Bách Nhẫn cũng là không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, ở trong sự nhận thức của hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất. Mặt khác 417 người bị dị ma khí thế chấn nhiếp, hắn tin tưởng. Nhưng là, Tiêu Phàm tuyệt đối là không thể nào sợ. Tiêu Phàm, người nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Quân Bách Nhẫn trong lòng hồ nghi. Nhưng mà một khắc sau, nhưng hắn kinh ngạc là, Tà Vũ vậy mà so Tiêu Phàm còn muốn hoảng hốt, toàn thân đều đang run rẩy lấy, sắc mặt hơi trắng bệch. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách hai người chẳng biết tại sao, có chút hối hận cùng Tiêu Phàm tổ đội. Bọn họ ngược lại không phải sợ chết, mà là quá mất mặt. Cái này dù sao cũng là bọn họ lần thứ nhất cùng Thái Nhất Thánh giới thiên tài va chạm, làm sao có thể yếu uy phong đây. Các huynh đệ, chờ chút tiến vào thần chiến cổ địa, mọi người không cần vội vã giết bọn hắn. Trước hảo hảo chơi một chút. Lúc này, dị ma nhất phương một thanh niên bộ dáng nam tử đột nhiên nghiền ngẫm cười nói. Nguyên cổ thánh tử lên chơi tâm, chúng ta há có không phụng bồi đạo lý. Chính là, quay đầu chúng ta trải thảm lục soát, thần chiến chi địa không lớn, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bản tôn thích nhất chơi trốn tìm trò chơi, liền bồi nguyên cổ thánh tử hảo hảo chơi đùa. Mặt khác dị ma nghe được thanh niên kia lời nói, tất cả đều tới hứng thú. Có người đã bắt đầu xoa tay, hận không thể lập tức tiến vào thần chiến cổ địa. Người này gọi là Nguyên Cổ, tổ tông có mấy cái thiên tôn, là của các ngươi mấy đại kình địch một trong, các ngươi phải tất yếu cẩn thận. Quân Bách Nhẫn cho tất cả mọi người truyền âm nói.
Đám người chỉ cảm thấy hô hấp không khí đều trở nên băng lạnh, tổ tông ra mấy cái thiên tôn. Đây cũng quá yêu nghiệt, tốt rồi, tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy liền đi vào đi. Vân Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, đừng trách ta thánh tộc không cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi thập nhị chi đội ngũ đi vào trước. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Tôn trong giọng nói là cực kỳ khinh thường. Coi như để thiên hoang thập nhị chi đội ngũ đi vào trước, vậy cũng khó thoát toàn quân bị diệt kết cục. Nói xong, Vân Tôn tính cả mấy cái dị ma cường giả, đánh ra từng đạo thủ ấn, bình đài cuối cùng, đột nhiên một trận liên y, hư không thật giống như bị từng tầng đẩy ra. Ngay sau đó, một cánh cửa ánh sáng thoáng hiện, cách một tấm màn sáng, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Nhưng mọi người biết rõ, màn sáng về sau, lại chính là trong truyền thuyết thần chiến cổ địa. Một đội đến đội 6, đi vào, quân Bách Nhẫn ngữ khí ngưng trọng. Quát khẽ. Các vị, thần chiến cổ địa gặp, 6 chi đội ngũ vẻn vẹn do dự mấy tức thời gian, sau đó như ánh sáng chảy ra mà ra, hướng về màn sáng bay đi. Màn sáng rất lớn, đủ để dung nạp 24 người đồng thời tiến vào. Bất quá tại mọi người biến mất ở màn sáng về sau, màn sáng đột nhiên hơi hơi run bỗng nhúc nhích, như có chút bất ổn. Tổ kế tiếp, cách thời gian một chén trà tiến vào. Quân Bách Nhẫn ngưng tiếng nói. Đám người lúc này mới yên tâm không ít, thời gian uống cạn chung trà, cũng đã đủ để cho bọn họ trốn rất xa. Thần chiến chi địa nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, đến lúc đó ẩn tàng khí tức, dị ma muốn tìm bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ không phát hiện là, có hai cặp con mắt, nhìn chằm chằm vào cái kia quang môn, tất cả chi tiết cũng biết tích ký trong đầu. Tổ kế tiếp, thời gian uống cạn chung trà về sau. Quân Bách Nhẫn tiếp tục hạ lệnh. Hô hô, tổ thứ 7 đến đệ thập nhị tổ tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, biến mất ở màn sáng bên trong, nhưng mà, còn có hai bóng người này không có động tĩnh gì. Tiêu Phàm, Tà Vũ, các ngươi còn lo lắng cái gì, tiến nhanh đi. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt âm trầm nhìn xem còn dư lại hai người. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ha ha. Chẳng lẽ dọa đến không dám tiến vào rồi à? Dị ma nhất phương nguyên cổ thánh tử hí ngược cười to nói. Thần chiến cổ địa trong, cũng có được một cái cự thạch bình đài không lớn, nhưng dung hạ 50, 60 người vẫn là dư sức có thừa. Giờ phút này, bình đài phía trên đứng đấy thiên hoang 22 tu sĩ. Kiểm kê nhân số, trong đó một cái bạch y nam tử mở miệng, kỳ danh là Thiên Sơn Tận. Chính là Thiên Sơn gia tộc tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là đệ thất đội đội trưởng. Tiến vào thần chiến cổ địa, hắn bản năng đem mình đặt ở một lần này đại đội đội trưởng vị trí, dù sao, quân Bách Nhẫn thế nhưng là khuyên bảo qua bọn họ, để bọn hắn không muốn phân tán ra. Đám người nghe vậy, trong lòng dĩ nhiên khó chịu, nhưng cũng không có phản bác. Đối mặt 120 nhánh dị ma đội ngũ, bọn họ nhất định phải bện thành một sợi dây thừng, bằng không mà nói. Một chút xíu mâu thuẫn, đều có thể tống táng bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Tổng cộng 22 người, còn có Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người không có vào. Một cái khác hắc y nam tử mở miệng, nói đến Tiêu Phàm cái tên này lúc, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Người này tên là Băng Diệt Phong, chính là băng gia thiên tài, lần này tham gia thiên tài nhiệm vụ băng gia địa phương bên trong, trừ hắn, còn có một cái băng cũng nước, hai người là song bảo thai huynh đệ. Thiên phú đều cực kỳ nghịch thiên. Hai người bọn họ làm cái quỷ gì? Chúng ta chỉ có thời gian uống cạn chung trà đào mệnh, bọn họ muốn hại chết chúng ta sao? Thiên Sơn Tận phẫn nộ nói. Đám người cũng cau mày, lúc này, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người vậy mà như xe bị tuột xích. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ nhất định là có chuyện, bọn họ chờ chút sẽ tiến vào. Bình đài giáp danh Khương Ách nhỏ giọng nói. Hừ! Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ tiến đến, chúng ta có thể không bồi bọn họ ở trong này điên, mỗi nhiều một hơi thời gian, chúng ta là hơn một phần nguy hiểm. Thiên Sơn Tận hừ lạnh nói. Hắn Thiên Sơn gia tộc cùng Tiêu Phàm thế nhưng là có thù, mặc kệ Tiêu Phàm có vào hay không đến, hắn đều không muốn cùng Tiêu Phàm đi cùng một chỗ. Vạn nhất Tiêu Phàm bọn họ không có vào, bọn họ cũng không tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hơn nữa. Điều này cũng không có thể trách cứ hắn Thiên Sơn Tận cố ý bỏ qua đồng đội, hại đồng bạn, mà là Tiêu Phàm chính bọn hắn nguyên nhân.
Không sai, bọn họ hiện tại cũng còn không có tiến đến, chúng ta không thể chờ. Băng Diệp Phong cũng đồng ý Thiên Sơn Tận lời giải thích, các người đây. Đi, Thiên Sơn Tận nói đúng, chúng ta không thể kéo dài thời gian. Đi thôi, mặt khác mấy con đội ngũ toàn bộ đều đồng ý Thiên Sơn Tận cùng Băng Diệp Phong quyết định, bọn họ cũng không muốn bồi Tiêu Phàm điên, Tiêu Phàm sống hay chết, bọn họ không quan tâm. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem mình an nguy, giao cho một cái lần đầu gặp mặt người. Muốn đi các người đi, ta lưu lại. Nhưng mà lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, lại là Trúc Hồng Tuyết trực tiếp ở bình đài giáp danh ngồi xuống. Trúc Hồng Tuyết, ngươi là muốn chết phải không? Một chén trà về sau, tiến vào không phải Tiêu Phàm, mà là sáu chi dị ma đội ngũ. Thiên Sơn Tận tức giận nói. Đám người cũng âm thầm gật đầu, mặc cho ngươi Trúc Hồng Tuyết lại làm sao yêu nghiệt, đối mặt sáu chi dị ma đội ngũ, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng lưu lại, lúc này, Khương Ách cũng mở miệng nói một câu. Muốn lưu lại, chính các ngươi lưu lại, chúng ta đã khuyên qua các ngươi. Băng Diệp Phong trầm giọng nói. Dứt lời, Băng Diệp Phong mang theo hắn đội ngũ mấy người đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Thiên Sơn Tận giống như là nhìn người chết nhìn Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách một cái, cũng mang theo hắn người rời đi. Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách, các ngươi cẩn thận, còn dư lại mấy chi đội ngũ, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ nghĩ đến sống sót, tự nhiên không có khả năng đi theo Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách lưu lại nơi này, mỗi nhiều một hơi thời gian, là hơn một phần nguy hiểm. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ ở thời gian uống cạn chung trà 30 vị trí đầu tức bên trong còn không có tiến đến, chúng ta mau chóng hướng thần chiến cổ địa chỗ sâu trốn. Trúc Hồng Tuyết hít sâu một cái nói. Tốt, Khương Ách gật gật đầu. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách hai người nhìn thoáng qua, hai người đắng chát cười một tiếng. Ai kêu tự mình lựa chọn dạng này đồng đội đây? Ngoại giới bình đài, quân Bách Nhẫn tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, vừa định quát lớn vài câu, nhưng đột nhiên từ khía cạnh nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng nâng lên nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười này, quân Bách Nhẫn trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Tiêu Phàm, người muốn làm cái gì? Không có gì, Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn như cũ lộ ra vẻ sợ hãi, truyền âm về quân Bách Nhẫn một câu. Sau đó run rẩy nói, các chủ đại nhân, ta có chút sợ. Ta cũng rất sợ, Tà Vũ vội vàng nói, hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, vốn lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm khẳng định như vậy là có hắn nguyên nhân. Quân Bách Nhẫn trong lòng một trận ảo não, hai người này, khẳng định là nghĩ đến cái gì không tốt chủ ý. Người nha, người nào không biết các ngươi mỗi một cái đều là to gan lớn mật chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia, hắn lại không tốt quát lớn, đành phải trầm thấp quát, đều cho ta đi vào, hiện tại, lập tức. Tiêu Phàm bọn họ biết rõ, quân Bách Nhẫn cũng không phải là tức giận, mà là lo lắng, bọn họ chậm một giây chuông, đều sẽ nguy hiểm rất nhiều. Là, các chủ, Tiêu Phàm thân thể kịch liệt run một cái, sau đó run rẩy xông vào màn sáng bên trong, Tà Vũ cũng không chút do dự đi vào theo. Thiên Hoang Thần các chủ. Bức tử Thiên Hoang thiên tài, có ý tứ, có ý tứ. Vân Tôn cười to không ngừng, không buông tha bất luận cái gì đả kích quân Bách Nhẫn bọn họ cơ hội. Minh Tôn sắc mặt khó coi, đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, quân Bách Nhẫn, ngươi mang theo loại người này tới làm cái gì, nhất định chính là ném ta Thiên Hoang mặt. Nếu như ngươi biết, bọn họ một cái là vạn thánh dược các chủ, một cái là tà thần duy nhất đệ tử đích truyền, ngươi sẽ còn cho rằng như vậy sao? Quân Bách Nhẫn nhíu mày, trả lời một câu. Hắn nội tâm có loại bất an mãnh liệt, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Minh Tôn nghe được lời nói của quân Bách Nhẫn, trong lòng kinh dị hết sức, theo lý thuyết, Tiêu Phàm bọn họ thân phận như vậy, tâm tính hẳn là chót lọt mới đúng a. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, thế nhưng là, bọn họ vì sao muốn lộ ra khiếp đảm? Có hai loại khả năng, loại thứ nhất là, Tiêu Phàm giết Vân Tôn Tôn Nhi. Không dám nhường Vân Tôn nhìn thấy. Quân Bách Nhẫn trầm ngâm nói, loại thứ hai, Tiêu Phàm tại đánh những cái này dị ma thiên tài chủ ý, Tà Vũ cũng liền đi theo Tiêu Phàm diễn kịch. Minh Tôn nghe được sửng sốt một chút, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa mây đen đều biến mất hết không gặp, có là một loại không rõ hưng phấn. Nói cách khác, gia hỏa này chẳng những không sợ, hơn nữa còn chuẩn bị chôn giết một chút dị ma thiên tài. Minh Tôn hít sâu một cái nói. Hy vọng không phải đâu.
Quân Bách Nhẫn lắc đầu, loại kia bất an mãnh liệt cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này, Tiêu Phàm bọn họ đã tiến vào thần chiến cổ địa bình đài, bọn họ nơi nào còn có nửa điểm sợ bộ dáng, ngược lại có chút hưng phấn. Các ngươi hai cái làm cái gì, hiện tại mới tiến vào. Trúc Hồng Tuyết oán trách hai người một câu, nàng thật vẫn lo lắng Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người không tiến vào. Ta liền biết các ngươi sẽ tiến vào. Khương Ách đứng ở đằng xa, cười ngây ngô, không có tới gần. Tiêu Phàm, nhanh nói cho ta một chút, người đánh cái gì chủ ý xấu. Tà Vũ hưng phấn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cái gì gọi là ta có ý đồ xấu, ta đó là thật sợ hãi tốt ha. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn xung quanh bốn phía, lại là phát hiện, trừ bỏ Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách bên ngoài, những người khác đã toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm, bọn họ sợ các ngươi không tiến vào, đều đi. Cách đó không xa Khương Ách có chút lo lắng nói. Quả nhiên đều là một đám hạng người ham sống sợ chết, thiên tài. Phi, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Những người này mặc dù là quân Bách Nhẫn tụ tập các đại gia tộc cùng thiên hoang thần các siêu cấp thiên tài, bọn hắn thực lực cũng quả thật không tệ. Nhưng là, hôm nay hắn xem như kiến thức qua đám người kia tâm tính. Bất quá cũng tốt, bản thân lúc đầu cũng không nghĩ đến cùng bọn hắn cùng một chỗ, bọn họ đi càng là ít đi rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm, Tà Vũ, chúng ta đi mau, thời gian còn lại không nhiều lắm. Trúc Hồng Tuyết thúc giục nói. Không vội, ta còn tính toán thời gian đây, bây giờ còn có 3/4 thời gian uống cạn chung trà, đầy đủ chúng ta làm việc. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đầy đủ chúng ta làm việc, Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, thật sự là lời này quá có nghĩa khác. Tiêu Phàm, người muốn làm cái gì? Mau nói. Tà Vũ vẻ mặt hưng phấn. Trúc Hồng Tuyết nghe vậy, bản năng lui về phía sau mấy bước, hai người này, chẳng lẽ nghĩ. Nhưng mà một khắc sau, khi nàng nghe được lời nói của Tiêu Phàm lúc, kém chút đem nàng dọa cho phát sợ. Các ngươi nói, dựa vào cái gì là dị ma đuổi giết chúng ta, mà không phải chúng ta vây giết bọn họ đâu. Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua màn sáng nói. Ngươi không phải là muốn. Tà Vũ đều bị Tiêu Phàm ý nghĩ làm cho sợ hết hồn. Nói đùa cái gì, mặc dù nói chúng ta bốn người đều là thiên tài, thế nhưng chỉ có bốn người a, dị ma một phương thế nhưng là có được 120 chi đội ngũ, dù cho tiến vào chỉ có 6 chi đội ngũ, đó cũng là 24 người. Lấy một địch 6, bốn người bọn họ tại sao có thể là đối thủ? Còn vây giết dị ma, bốn người làm sao vây giết 24 người? Là đối phương vây giết bọn họ còn tạm được. Hơn nữa, một khi thời gian uống cạn chung trà bên trong không có chạy thoát, liền sẽ có mặt khác 24 người tiến đến lúc đó vây giết bọn họ nhưng chính là 48 người. Một địch 12, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có giải thích, trực tiếp lấy ra một cái ngọc bàn hướng về chính giữa bình đài đi đến, các ngươi nếu là sợ, trước hết rời đi, ta đến lúc đó cùng các ngươi tụ hợp. Nếu như một nén nhang ta còn chưa tới, các ngươi đi trước. Tiêu Phàm, người cũng quá coi thường ta à, ta là sẽ trốn chạy người sao? Tà Vũ vỗ vỗ lồng ngực, nói đi, người muốn ta làm cái gì? Tên điên, các ngươi hai cái người điên. Trúc Hồng Tuyết bình thường cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, nhưng bây giờ, cũng cảm thấy Tiêu Phàm cùng Tà Vũ ý nghĩ có chút điên cuồng. Khương Ách lại là trầm mặc không nói. Hắn tựa như đối tử vong cũng không có cái gì hoảng hốt. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ quay đầu nhìn Trúc Hồng Tuyết, Trúc Hồng Tuyết bị nhìn mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng nói, cần ta làm cái gì? Vậy thì đúng rồi, Tiêu Phàm búng tay một cái, ở phía trên bình đài lưu lại mấy cái ấn ký, nói, Tà Vũ, người ở nơi này, đều đào một cái hố, đem trận bàn chôn xong, Trúc Hồng Tuyết, vật này cho ngươi. Người ở đây mấy nơi bày ra tốt, quay đầu ta ra lệnh một tiếng, người tới thôi động. Tiêu Phàm giao cho Trúc Hồng Tuyết mấy cái chiếc hộp màu đen. Nhìn thấy chiếc hộp màu đen trong nháy mắt, Trúc Hồng Tuyết chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có lẽ người khác không biết vật này là gì, nhưng nàng lại biết rõ rành rành, trong này đồ vật, lúc trước thế nhưng là diệt mấy tòa ma thành. Nhìn thấy thứ này, Trúc Hồng Tuyết tựa như lại dấy lên hy vọng sống sót. Có lẽ... Chỉ cần an bài tốt, thật vẫn khả năng diệt sát đội 6. Tiêu Phàm, thứ này uy lực,
Bất quá, nghĩ đến phá diệt chi lực hủy diệt năng lực, Trúc Hồng Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất nổ chết dị ma, đem mình nhập vào, như vậy có ý nghĩa gì đây? Ngươi yên tâm, Tà Vũ bố trí trận pháp, sẽ đem lực hủy diệt khống chế ở bình đài bên trong. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Hắn có lòng tin, đối phương nếu là không có cái gì bảo mệnh pháp bảo, tuyệt đối là có bao nhiêu đội ngũ, hắn liền diệt bao nhiêu đội ngũ. Thậm chí khiến cái này dị ma, cũng không thể sống mà đi ra cái bình đài này. 120 chi đội ngũ, ở những người khác xem ra rất nhiều, nhưng tại Tiêu Phàm xem ra, chẳng qua là một số lượng mà thôi. Hắn cũng không phải muốn cũng những cái này dị ma đơn đả độc đấu, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể thi triển, cũng không thể vẻn vẹn dựa vào tu vi. Bất quá hắn cũng biết, muốn đem tất cả dị ma thiên tài lưu lại nơi này, vậy cũng là không thể nào. Liền tựa như hắn, nếu như người khác dùng biện pháp như vậy âm hắn, hắn hoàn toàn có thể trước tiên trốn vào trấn thế đồng quan bên trong, sống sót tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không có đem tất cả dị ma thiên tài lưu lại dự định, chỉ là muốn nhiều thu hoạch được mấy khối lệnh bài, lấy được một cái danh ngạch. Tiêu Phàm, ta cần muốn làm gì sao? Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm không phản ứng bản thân, lập tức có chút xấu hổ. Tác dụng của ngươi cũng lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười nói, quay đầu ngươi cứ ngồi ở cửa ra chỗ, chờ những người kia truyền tống tới, ta sẽ đem ngươi lập tức mang đi. Ngươi là muốn đem ta vận rủi cùng ách nạn truyền cho bọn họ. Khương Ách biết rõ Tiêu Phàm dự định, có thể thế gian cũng có một số người có được khí vận pháp bảo, có thể ngăn cản ta vận rủi. Cái kia cũng không khả năng mỗi người cũng có a. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, yên tâm, có ngươi ở, chúng ta liền đã thắng một nửa. Dứt lời, Tiêu Phàm trên thân đột nhiên tách ra mấy cỗ linh hồn phân thân, hướng về mấy cái phương hướng bay đi. Ngươi đây là, Khương Ách không hiểu. Lưu thêm một tay, vạn nhất phải chạy trốn, chúng ta trực tiếp dùng truyền tống trận rời đi, ta linh hồn phân thân đi trước chuẩn bị một phen. Tiêu Phàm cười cười nói. Khương Ách gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khó trách khả năng đủ từ một cái bình thường thái cổ thần giới tu sĩ trưởng thành đến một bước này, không chỉ có cùng hắn biến thái thiên phú có quan hệ, còn có hắn phòng ngừa chu đáo năng lực. Một bước còn chưa đi ra, hắn đã lập kế bước kế tiếp, thậm chí đệ tam bốn bước. Tiêu Phàm, tốt rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Ta cũng chuẩn bị xong. Trúc Hồng Tuyết đi tới. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng thực lấy truyền tống màn sáng, trực tiếp bắt đầu chia công việc nói, Khương Ách, ngươi trước đi qua, Tà Vũ, quay đầu ngươi tới chủ trì trận pháp, Trúc Hồng Tuyết, ngươi tới thôi động bản nguyên chi lực lựu đạn, quay đầu nếu là có người không nổ chết, toàn lực chém giết. Ngươi đây, Tà Vũ bĩu môi nói. Ta, Tiêu Phàm cười cười, nói, đầu tiên ta phải cam đoan Khương Ách an toàn, ngoài ra ta còn nhiều lắm khác mấy cái trận pháp. Làm hắn một đợt lớn, vạn nhất làm bọn hắn không chết, ta phải mang theo các ngươi chạy trốn. Không đợi Tà Vũ tiếp tục hỏi thăm, phía trước Liên Y đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Nhanh chuẩn bị, bọn hắn tới. Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, xuất hiện ở truyền tống màn sáng phía trên, làm xong tùy thời đánh chết chuẩn bị. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, Tà Vũ, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết ba người tất cả đều nín thở ngưng thần, đứng ở chỗ ở mình vị trí. Ba ba từng tiếng giòn vang truyền ra, chỉ thấy truyền tống màn sáng vị trí, nhộn nhạo từng đạo liên y, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hiện lên mà ra. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, dị ma một phương sáu chi đội ngũ đã xuất hiện ở bình đài. Ong ong cùng lúc đó, Tà Vũ không chút do dự thúc giục trận pháp, từng đạo màn sáng lấp lóe, ngưng kết một cái chén lớn hình, đem phía dưới bình đài gắt gao giam ở bên trong. Ô hô! Không đợi đám người lấy lại tinh thần, trong đó một cái dị ma đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngay sau đó trên chân truyền đến một tiếng rắc rắc thanh âm. Đây là xương cốt đứt gãy thanh âm, những người khác tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia dị ma, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Cái kia dị ma thế nhưng là tam tinh ma tôn A, vậy mà chặt chân. Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người hoàn toàn không thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía cùng là một người, nơi đó vậy mà ngồi một cái hắc bào nhân, ánh mắt u lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là ai? Tất cả dị ma trong lòng toát ra ý tưởng giống nhau,
bọn họ trước tiên chính là không dám tin. Vẫn còn có người dám lưu lại nơi này chờ bọn hắn. Thế nhưng là, bọn họ nhìn lướt qua người một nhà một vòng, lại phát hiện tất cả mọi người ở, người này, đúng là người thừa gia. Lại nhìn chung quanh trận pháp, cái này đã không cần nói cũng biết. Người này, lại dám trốn ở chỗ này âm bọn họ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Giết hắn, trong đó một cái dị ma cười lạnh một tiếng, người này không phải người khác, chính là dị ma nhất phương nguyên cổ thánh tử. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đánh về phía Khương Ách, cuồn cuộn sát khí mãnh liệt. Trúc Hồng Tuyết nhìn xem cái kia trẹo chân một màn, có trong nháy mắt thất thần. Hắn biết rõ Khương Ách rất khủng bố, thật không nghĩ đến khủng bố như vậy, chấn kinh sau, đến mức hắn đã quên đi thôi động phá diệt chi lực lựu đạn. Ngươi còn lo lắng cái gì? Lúc này, Tiêu Phàm bỗng hét lớn một tiếng, hắn không có hô lên Trúc Hồng Tuyết danh tự, đây cũng là lưu một tay. Còn có người, dị ma tất cả đều lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bốn phía. Oanh, lúc này, Trúc Hồng Tuyết cũng lập tức thúc giục mấy cái phá diệt chi lực lựu đạn, những cái kia thẳng hướng Khương Ách dị ma, tất cả đều bị trận pháp ngăn cản, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa đi khí tức truyền ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, thiên hoang người, vậy mà sao mà to gan như vậy, dám ở chỗ này chặn giết bọn họ. Đồ chán sống. Nguyên cổ thánh tử vô cùng phẫn nộ, bị người chặn giết, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Chỉ có hắn chặn giết người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chặn giết hắn. Thế nhưng là, khi hắn trơ mắt nhìn xem mấy người bị hào quang màu vàng óng kia thôn phệ, nguyên cổ thánh tử chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, trên người bỗng hiện ra một bộ chiến giáp, đem hắn toàn thân bao khỏa ở bên trong. Thanh âm điếc tai nhức óc dường như ở phá hủy hắn sau cùng cao ngạo, lỗ tai tựa như muốn nổ tung đồng dạng, từng tia máu tươi chảy ra. Dù là có cái kia chiến giáp bảo hộ, hắn toàn lực mở ra vô thượng kim thân chống đối, vẫn như trước bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ phá toái không ít, liền linh hồn đều rất giống muốn bị xé mở. Thánh tử, chạy mau! Hắn một cái thuộc hạ nhìn thấy những người khác bị kim quang thôn phệ, trước tiên tới gần viễn cổ. Không chút do dự lôi kéo hắn hướng thần chiến cổ địa chỗ sâu bỏ chạy, dùng phía sau lưng của hắn ngăn trở hậu phương lực lượng hủy diệt trùng kích. Ngoại giới, Trúc Hồng Tuyết sắc mặt khó coi, vừa rồi nàng bởi vì quá khẩn trương, vậy mà kém chút hỏng đại sự. Hơn nữa, dưới tình thế cấp bách nàng chỉ thúc giục tới gần Khương Ách hai đoàn phá diệt chi lực, còn có ba đám không có nổ tung. Nghĩ vậy, Trúc Hồng Tuyết âm thầm khuyên bảo bản thân, một lần này nhất định không thể quên. Ầm ầm, làm nguyên cổ thánh tử đám người vừa mới chuẩn bị trùng kích trận pháp, chạy ra bình đài thời điểm, Trúc Hồng Tuyết thúc giục mặt khác ba đám phá diệt chi lực bạo tạc. Một đoàn phá diệt chi lực, cũng đủ để đánh giết thượng phẩm nguyên tôn, bây giờ ba đám phá diệt chi lực đồng thời bạo tạc, hơn nữa còn bị trận pháp áp xúc ở trong phạm vi nhất định, có thể nghĩ uy lực của nó khủng bố. Tiêu Phàm nếu như không phải sợ hắn khắc lục trận pháp ngăn cản không nổi cái này uy lực nổ tung. Coi như không phải năm đám chào hỏi phá diệt chi lực bọn họ, mà là 10 đám. Trận pháp bên trong, nguyên cổ thánh tử mắt thấy là phải tiếp xúc đến trận pháp giáp danh, trong lòng mừng thầm. Nhưng mà lúc này, phía trước cùng hai bên vậy mà đồng thời bộc phát ra khí tức đáng sợ, hắn nghĩ trốn, đã không kịp. Nếu như là trước đó, hắn còn có thể bắt lấy một người ngăn tại trước người mình, nhưng bây giờ, hắn một đám thuộc hạ vì bảo hộ hắn. Đem nguy hiểm tất cả đều ngăn ở phía sau. Giờ phút này, trước người hắn căn bản không có bất kỳ người nào, muốn làm cũng đỡ không nổi. Nguyên cổ thánh tử buồn bực muốn thổ huyết, hắn đành phải lấy ra từng kiện pháp bảo, đem mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Không thể không nói, cái này nguyên cổ thánh tử không hổ là tổ tông có tới mấy cái thiên tôn, trên người hắn pháp bảo thật đúng là không ít, vậy mà mạnh mẽ chặn lại phá diệt chi lực công kích. Thậm chí tới gần hắn mấy cái dị ma, cũng bị pháp bảo của hắn màn sáng bảo hộ ở bên trong. Ngoại giới, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên nồng nặc tham lam. Bất quá lúc này, ai cũng không có động thủ, bên trong năng lượng kinh khủng còn không có tán đi, coi như giết không chết tất cả mọi người, cũng nhất định sẽ làm thịt hơn phân nửa. Những người còn lại, hơn phân nửa cũng sẽ người bị thương nặng. Dù sao, một lần này thế nhưng là ngoài dự liệu. Những người này căn bản không có chút nào phòng bị.
Tiêu Phàm, trận pháp sắp không chịu được nữa. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn cũng bị phá diệt chi lực uy lực kinh khủng cho khiếp sợ đến. Khó trách Tiêu Phàm dám lưu lại nơi này chặn giết dị ma, loại này quỷ dị thủ đoạn, xác thực quỷ thần khó lường. Có thể kiên trì, Tiêu Phàm trầm giọng nói, sau đó lại lấy ra ba cái ngọc bàn nhét vào trận pháp giáp danh ba phương hướng, lại cho cái kia trận pháp thêm ba tầng kết giới. Bên trong dị ma nguyên bản nhìn thấy trận pháp sắp nổ tung, mừng rỡ như điên, nhưng làm nhìn thấy ba đạo mới trận pháp màn sáng, tâm đều té ngã đáy cốc. Hỗn trướng, nguyên cổ thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét, những người này, đều là hắn đắc ý thuộc hạ, vậy mà chết chừng 20 cái, chỉ có ba người miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ lấy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn nội tâm âm thầm thề, đợi chút nữa, nhất định phải diệt đám này dám đánh lén mình người. Không, giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Nhất định phải bọn họ muốn sống không thể, cầu sinh bất tử, quất bọn hắn điểm linh hồn thiên đăng. Mỗi một tức, đối với nguyên cổ thánh tử bọn họ mà nói, đều rất dài dằng dặc. Rốt cục, bọn họ vẫn là chờ đến phá diệt chi lực tiêu tán, nguyên cổ thánh tử cùng tới gần hắn ba cái thuộc hạ, vẫn là sống tiếp được. Các ngươi bảo hộ thánh tử, ta đi giết bọn hắn. Trong đó một cái thuộc hạ nhịn xuống to lớn đau đớn cùng thương thế phóng lên tận trời. Muốn phá vỡ màn sáng. Nhưng hắn kinh ngạc là, khi hắn tới gần màn sáng thời điểm, trận pháp vậy mà tự động mở ra. Phốc phốc, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ trận pháp bên ngoài bay vụt mà tới, trực tiếp xuyên qua người kia mi tâm. Vốn đã trốn qua phá diệt chi lực oanh sát, cuối cùng lại chết ở một kiếm phía dưới. Vô luận các ngươi là ai, đều phải chết. Nguyên cổ thánh tử triệt để tức giận rồi, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng khí thế như hồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 198.